chương 644, thân thượng chiến trường. Vương gia, lãnh ký phi thân rừng ở phượng Nguyệt Minh bên người, một tay nâng khởi hắn. Lãnh ký bởi vì một tay đỡ lấy phượng Nguyệt Minh trong khoảng thời gian ngắn trên người cũng bị chém vài đau, mục thanh ca sắc mặt dị thường khó coi. Nhìn bên kia dùng để quân địch nếu như vậy đi xuống Phượng Nguyệt Minh cùng lãnh ký cùng với các tướng sĩ đều sẽ chết ở nơi đó. Mục thanh ca trực tiếp từ bên cạnh thị vệ trong tay lấy qua tấm chắn quăng đi ra ngoài, rồi sau đó phi thân dựng lên đạp tấm chắn mà đi. Nương nương, ai cũng không nghĩ tới hoàng hậu nương nương cư nhiên sẽ tự mình đi trước chiến trường. Phía dưới người cũng hoàn toàn đều không có nghĩ đến hoàng hậu cư nhiên sẽ trực tiếp bay đến phía dưới tới, mục thanh ca hạ xuống phượng nguyệt minh bên cạnh người duỗi tay đỡ lấy hắn, lui lại. Mục Thanh Ca một tay chế trụ Phượng Nguyệt Minh cánh tay trực tiếp cầm trong tay trường đao sát ra một đạo đường máu, không có người dự đoán được Nam Sở Hoàng Hậu cư nhiên như thế lợi hại. Đỉnh bụng to cư nhiên còn có thể mở một đường máu, nhìn bên kia dùng để quân địch. Mục Thanh Ca đem Phượng Nguyệt Minh giao cho bên cạnh một sĩ binh, rồi sau đó trong tay trường kiếm hơi đổi phi thân dựng lên. Vận công cường đại nội lực trực tiếp bổ về phía những cái đó quân địch chỉ nhìn đến phía trước vài bài quân địch toàn bộ bay lên ngã xuống đất. Mục thanh ca lặng yên rơi xuống đất thời điểm sắc mặt tái nhợt một tay che lại đại đại bụng đối với phía sau các tướng sĩ nói, lui lại. Lý Tố trơ mắt nhìn bọn họ lui lại lại bất lực, sắc mặt này sinh ác độc nhìn người bên cạnh chất vấn, vì cái gì không ai nói nam sở hoàng hậu cư nhiên có như vậy sâu không lường được võ công. Người nọ đột nhiên quỳ xuống nói, thuộc hạ lúc trước cũng hoàn toàn không biết, không có nam sở hoàng hậu người mang lục giáp cư nhiên còn có thể mở một đường máu. May mắn nàng là mang thai nếu không một trận chiến này chắc chắn càng thêm gian nan mục thanh ca đám người thành công vào cửa thành bên kia tần thư nhã vội vội vàng vàng từ thành lâu phía trên chạy xuống tới nương nương nhìn mục thanh ca cơ hồ một thân đều là huyết ngay cả tịnh bạch trên mặt cũng đều là máu tươi ngài không có việc gì đi mục thanh ca lắc đầu rồi sau đó nhìn về phía bên kia dựa vào thị vệ bên người phượng nguyệt minh mục thanh ca vội vàng đi qua đi cho hắn bắt mạch mà phượng nguyệt minh lại ở ngay lúc này kéo lại mục thanh ca thủ đoạn lắc đầu thở dài ta biết ta không được ta thực xin lỗi chỉ có thể bảo hộ ngươi đến nơi đây thanh ca phượng nguyệt minh trong miệng không ngừng dùng huyết trào ra tới ở đây rất nhiều người đều thấy được phượng nguyệt minh bắt lấy hoàng hậu tay nhưng là bọn họ đồng dạng cái gì đều không có nói bọn họ so với ai khác đều minh bạch phượng nguyệt minh đối hoàng hậu cảm tình năm đó sự tình đại đa số cũng đều là biết đến Tại đây một khắc bọn họ không có coi khinh chỉ có khổ sở. Phượng Nguyệt Minh chậm rãi duỗi tay tự hồ muốn trả lau mục thanh ca trên mặt vết máu, chính là trên tay huyết lại làm hắn dừng lại tay, đang muốn buông. Mục thanh ca lại bắt được hắn tay đặt ở mặt biên, nàng biết chính mình cứu không được hắn, giờ khắc này nàng rơi lệ. Trong lòng đau thương như thế nào đều mạt không xong. Phượng Nguyệt Minh nhìn đến Mục Thanh Ca hốc mắt giữa dòng hạ nước mắt tâm hơi hơi xúc động, duỗi tay phất quá nàng chảy xuống nước mắt nóng bỏng nóng bỏng tựa hồ muốn bị phỏng hắn tay giống nhau. Chính là như vậy hắn mới cảm thấy ấm áp kiếp này nhìn đến ngươi vì ta rơi lệ ta liền đã thấy đủ. Mục Thanh Ca tâm tựa hồ bị một con vô hình tay cấp hung hăng nhéo, đầu bên trong hiện lên chỉ có hắn tái nhật vô sắc khuôn mặt làm người lo lắng, có lẽ đây là cuối cùng một lần có như vậy cảm giác. Cho nên Mục Thanh Ca cũng không bài xích. Thanh ca, hào hào tồn tại, ngươi nhất định phải sống sót trước kia đều là ngươi yên lặng đứng ở ta phía sau, hiện tại liền từ ta linh hồn yên lặng nhìn ngươi. Bảo hộ ngươi thanh ca thực xin lỗi Phượng Nguyệt Minh chậm rãi nói. Trước mắt tự hồ hiện ra mục thanh ca ngây ngốc theo sau lưng mình bộ dáng. Mất đi lúc sau mới hiểu đến quý trọng, có lẽ lại cho hắn một lần cơ hội hắn như cũ sẽ chán ghét lúc ấy ngu dại mục thanh ca, hắn tích chỉ là hiện tại cái này mục thanh ca lại đối trước kia cái kia ngu dại ngốc nhi có hối ý. Phượng Nguyệt Minh, Phượng Nguyệt Minh chậm rãi nhắm mắt lại vỗ về một thanh ca tay vô lực chảy xuống. Minh Vương, Vương ra, bên cạnh tướng sĩ đại thần đồng thời quỳ xuống. Trong đó rất nhiều đại thần năm đó đối Phượng Nguyệt Minh cũng có rất nhiều bất mãn, nhưng là lúc này đây Phượng Nguyệt Minh lại là vì bảo hộ kinh đô mà bỏ mạng là bọn họ chung anh hùng. Mục Thanh Ca một bàn tay che lại đau đớn không thôi ngực nơi đó từng trận truyền đến đau đớn xa xa so bụng truyền đến đau đớn muốn rõ ràng nhiều. Mục Thanh Ca gắt gao để lại ngực nương nương. Tần Thư Nhã dẫn đầu phát hiện Mục Thanh Ca không thích hợp vội vàng kêu lại chỉ có thể tùy ý Mục Thanh Ca vô lực ngã xuống. Tần Thư Nhã vội vàng bảo vệ Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca mở choàng mắt ngồi dậy. Nương nương, Tần Thư Nhã bị bừng tỉnh chung Mục Thanh Ca dọa nhảy dựng. Mục thanh ca sốc lên chăn liền phải xuống dưới, tần thư nhã vội và ngăn lại, nương nương, ngài không thể xuống giường, ngự ý nói ngài lúc này đây động thai khí, nếu không hào hào điều dưỡng nói. Sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nương nương. Mục thanh ca vuốt bụng to nhìn tần thư nhã hỏi, bên ngoài tình huống thế nào? Ta ngủ bao lâu? Tần thư nhã có chút khó xử nhìn mục thanh ca. Rồi sau đó vẫn là thành thật nói, nương nương hôn mê hai ngày một đêm, quân địch ở nương nương hôn mê hết sức ba lần tới phạm. Lãnh tướng quân dẫn người chiến đấu hăng hái, tuy rằng đánh lui quân địch nhưng là chúng ta sở thừa tướng sĩ cũng ít ỏi không có mấy. Sương khói đâu, còn không có trở về. Tần thư nhã lắc đầu, Mục Thanh ca dựa vào trên giường, Phượng Nguyệt Minh thi thể đã đưa về Minh Vương phủ làm người hảo hảo chăm sóc. Mục Thanh ca gật gật đầu, rồi sau đó nhắm mắt lại mắt dựa vào nơi đó. Tần Thư Nhã làm sao không biết nương nương trong lòng khổ sở, dù cho trước kia nàng như thế nào chán ghét Minh Vương ra, này phân chán ghét hận ý chỉ sợ đã sớm biến mất ở thời gian bên trong. Mục Thanh ca sờ sờ chính mình bụng, hài từ các ngươi phải kiên cường một chút. Suốt nửa tháng quân địch đều không có đình chỉ tiến cung. Nguyên bản liền còn thừa không có mấy cấm quân hiện tại càng là còn sót lại mấy trăm người mà thôi, nhìn thê lương các tướng sĩ, Mục Thanh ca trên mặt cũng mang theo ảm đảm. Các tướng sĩ mặt xám như cho tàn, Mục Thanh Ca nói, có lẽ này sẽ là chúng ta cuối cùng một trận chiến, các ngươi sợ hãi sao? Bọn họ nhìn chính mình ở chung mấy năm huynh để từng bước từng bước ngã xuống, hiện giờ chỉ còn lại có bọn họ, chính là liền tính như thế bọn họ cũng không có nghĩ tới muốn từ bỏ. Không sợ. Đây mới là chúng ta nam sở tướng sĩ, các ngươi đều là làm tốt lắm, một trận chiến này bổn cung tùy các ngươi cùng. Không thành, nương nương, lãnh ký đột nhiên quỳ xuống nương nương ngài thiên kim chi khu huống chi có mang long tử còn thỉnh nương nương tam tư nhi hành bổn cung tập đến một thân võ nghệ đó là vì bảo hộ chính mình trí chí thân trí ái bảo hộ chính mình quốc gia mà hiện giờ sắp nước mất nhà tan bổn cung làm sao cần cố kỵ nhiều như vậy đâu mục thanh ca vút chính mình bụng bổn cung hài tử cùng bổn cung giống nhau đều phải kiên cường sống sót bao gồm các ngươi đều phải kiên cường sống sót chỉ cần chờ chỉ cần kéo chúng ta liền có cơ hội hoàng hậu hoàng hậu hoàng hậu mấy trăm các tướng sĩ tung trời kêu đây là bọn họ nam sở hoàng hậu bọn họ vì thế cảm thấy kiêu ngạo mục thanh ca mặc tốt khôi giáp tần thư nhã vành mắt hồng hồng nhìn mục thanh ca nương nương thật sự cần thiết muốn đích thân thượng chiến trường sao chính là nếu là có cái vạn nhất nương nương từ nhã a nếu là bổn cung ngã xuống kinh đô thành chỉ sợ cũng thủ không được bổn cung sẽ không ngã xuống bổn cung nhất định sẽ chờ xương khói đã đến nương nương, còn có ta, bên kia một thân hồng y Khôi Giáp ra Luật Uyển anh tư táp sảng đã đi tới. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 645, huyết nhục chi thân. Mục Thanh ca nhìn đến gia Luật Uyển trang điểm sắc mặt hơi đổi, "Ngươi." Gia Luật Uyển trực tiếp giơ tay ý bảo Mục Thanh ca không cần phải nói ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là quốc nạn vào đầu ta lại há có thể bởi vì chính mình nguyên nhân mà trí nam sở với không màng, còn nữa, nương nương nói ta phía trước. Cũng tỉnh ngươi nhìn xem chính mình, ý bảo nàng bụng so với chính mình lớn hơn rất nhiều. Mục Thanh Ca cùng gia luật uyển sóng vai mà chiến, gia luật uyển nghiêng đầu nhìn về phía Mục Thanh Ca nói, không nghĩ tới có một ngày ta sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Đây là nàng trước kia chưa bao giờ nghĩ tới. Mục Thanh Ca cười cười nhìn ra luật Uyển, rồi sau đó một tay sờ soạng một chút bụng to, ra luật Uyển có chút bi thương nhìn Mục Thanh Ca bụng. Một trận chiến này không biết sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng là các nàng đều biết một trận chiến này các nàng cần thiết đi, Mục Thanh Ca kỳ thật cũng không có chân chính thượng quá chiến trường. Nàng tuy rằng tàn nhẫn độc ác giết qua người, nhưng là chưa bao giờ giết qua như vậy nhiều người. Sát A, à, theo lãnh ký một tiếng điên cuồng hét lên, mấy trăm tướng sĩ đấu tranh anh dũng. Mục thanh ca trong tay trường kiếm sớm đã là máu tươi rơi, nàng không biết chính mình giết bao nhiêu người. Lý tố nhìn mục thanh ca gửi lạnh một tiếng, không nghĩ tới nam sở hoàng hậu cư nhiên sẽ chủ động đưa tới cửa tìm chết. Nói tay đã lấy ra cung tiễn nhắm ngay mục thanh ca, phóng ra mà đi. Mục thanh ca liền giống như sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau thực trực tiếp chế trụ quân địch bả vai xoay người dựng lên, đem trước mặt địch nhân che ở trước người kia chi mũi tên tức khắc truyền phá địch nhân ngực một thanh ca trong tay ngân châm nhắm ngay lý tố mà đi lý tố phi thân dựng lên tránh thoát ngân châm chỉ thấy hắn nguyên bản phía sau người lại kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống nam sở hoàng hậu bổn đem nhưng thật ra rất muốn cùng ngươi luận bàn luận bàn bất quá bổn đem không cần phải lãng phí thời gian nói trực tiếp phất tay sau lưng đại quân trực tiếp dũng hướng kinh đô cửa thành thành lâu phía trên thị vệ sôi nổi rút đau đem ý đồ bỏ lên tới quân địch cấp đánh tiếp chính là đáp cây thang càng ngày càng nhiều mục thanh ca nửa nheo lại đôi mắt rồi sau đó phi thân dựng lên đem từng hàng cây thang toàn bộ dùng chân đá hả rồi sau đó bình yên rơi xuống đất lại ở trong nháy mắt kia bụng chuyển đến một trận đau nhức làm nàng cơ hồ thẳng không dậy nổi thân mình mà quân địch lại nhân cơ hội mà đến mục thanh ca một cái vô ý cánh tay đã bị hoa khai một lỗ hồng người nọ cư nhiên còn nhấc chân muốn đá hướng nàng bụng, mục thanh ca đáy mắt mang theo lạnh lẽo trong tay đao trực tiếp bổ về phía người nọ một phân hai nửa. Chính là lần này động thai khí mục thanh ca mồ hôi lạnh rơi quỳ một gối trên mặt đất một tay đè lại bụng. Nương nương, thành lâu phía trên bị người bảo vệ tần thư nhã nhìn đến mục thanh ca bộ dáng thất thanh kêu lên liền ở quân địch dũng hướng mục thanh ca thời điểm một đạo hắc ảnh bay nhanh hạ xuống mục thanh ca bên cạnh người đem vây quanh nàng quân địch đánh chết rồi sau đó một tay bảo vệ mục thanh ca mục thanh ca ngẩng đầu nhìn đến lại là một bộ tiết diện cụ cặp mắt kia lại là như vậy quen thuộc lý tố cười lạnh nhìn đột nhiên toát ra tới cao thủ rồi sau đó vông tay lên mặt sau đại quân lại lần nữa dũng về phía trước bánh mì vây quanh họ gần 100 người đều không đến tướng sĩ. Chuẩn bị, chỉ thấy những người đó toàn bộ đều lấy ra cung tiễn. Đây là muốn bắn chết bọn họ mà hiện giờ bọn họ toàn bộ bị vây quanh căn bản là không có cách nào phá vây. Đỉnh, lãnh ký hét lớn một tiếng. Trăm vị tướng sĩ đem mục thanh ca đám người hộ ở trung gian, mưa tên tới thời điểm cho nên các tướng sĩ cầm lấy tấm chắn che lấp đỉnh đầu. Lý Tố chuẩn bị tiếp tục phất tay. Lúc này một cái khác tướng quân đột nhiên chế trụ Lý Tố Tay, Lý Tướng Quân, ngươi cũng không nên đã quên hiệp nghị, mặc kệ ngươi muốn làm gì, tuyệt đối không thể thương tổn nam sở hoàng hậu. Người cũng đừng quên đáp ứng chúng ta cửu vương tử cùng quốc sư đại nhân nói. Bổn đem tự nhiên nhớ rõ, nhưng là hiện giờ đúng là đánh tan bọn họ tốt nhất thời kỳ, bổn đem chỉ có đúng mực. Vì thế phất tay làm người đi lên, nguyên bản ngăn cản Lý Tố Tướng Quân sắc mặt có chút khó coi, Lý Tố cách làm rõ ràng chính là muốn nam sở hoàng hậu mệnh chỉ thấy từng hàng quân địch lại lần nữa lấy ra cung tiễn nhắm ngay lại là bọn họ người nếu đem trên đầu tấm chắn bắt lấy tới che đậy như vậy liền ngăn không được đỉnh đầu mà đến mưa tên mà ở giờ khắc này tựa hồ sở hữu tướng sĩ đều có một loại an ý bọn họ gắt gao bảo vệ trung gian người rồi sau đó tay khấu tay trực tiếp phải dùng thân hình che đậy mưa tên không mục thanh ca biết bọn họ ý đồ kêu lên chính là chỉ có thể trơ mắt nhìn sở hữu mưa tên xuyên qua bọn họ thân hình, huyết bắn ba thước bọn họ dùng huyết nhục của chính mình chi khu chặn mưa tên. Vì không để chính mình ngã xuống bọn họ đem trường thương cắm vào trên mặt đất chịu đựng chính mình thân hình. Mục thanh ca chưa bao giờ gặp qua như thế trường hợp theo bản năng liền phải lúc trước thiết diện nam tử chế trụ mục thanh ca bả vai khiến cho nàng không thể về phía trước. Mà bên cạnh gia luật uyển cũng khiếp sợ chừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt hết thảy. Gió lạnh, lãnh ký nhìn trước mặt nhiều năm làm bạn huynh đệ, tướng quân bảo trọng, nói xong đầu liền rũ xuống tới. Cùng thời gian vây quanh bọn họ tướng sĩ toàn bộ đều vô lực đổ xuống dưới. Mục thanh ca một tay gắt gao chế trụ bụng to, hận nàng chính mình bất lực. Mà liền ở ngay lúc này xương khói lại mang theo người vội vàng tới rồi, chỉ thấy hơn một ngàn cái cao thủ phi thân dựng lên giết quân địch quân lính tan rã. Lý Tố nhìn đột nhiên toát ra tới cao thủ. Bọn họ là ai? chính là không có người trả lời hắn vấn đề. Sương khói sát lui trước mặt người trực tiếp đi vào mục thanh ca bên cạnh người đỡ lấy mục thanh ca lung lay sắp đổ thân hình, nương nương. Tiết diện nam tử buông tay lại nhìn đến lý bàn tay trắng trung cung tiễn đối với mục thanh ca mà đến. Tiết diện nam tử tưởng đều không có tưởng trực tiếp dùng phía sau lưng chặn kiếm phong, một mũi tên từ đầu vai hắn xuyên qua, mục thanh ca chừng lớn đôi mắt. Sương khói lại đem mục thanh ca lôi kéo lui lại, nương nương, đi a à. Tiết diện nam tử nhìn xương khói đám người mang theo mục thanh ca lui lại, rồi sau đó vận công vì các nàng ngăn trở mặt sau quân địch hoàn toàn mặc kệ trên người miệng vết thương. Thiết diện nam tử nhìn ngồi trên lưng ngựa Lý Tố rồi sau đó phi thân dựng lên hướng về phía Lý Tố mà đi. Hắn đem sau vai mũi tên nhổ xuống tới thẳng tắp đâm vào Lý Tố yết hầu phía trên, Lý Tố không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt nam nhân, chỉ thấy hắn hơi hơi cúi đầu đối với Lý Tố nói. Không có người có thể thương tổn nàng. Lý Tố thẳng tắp từ trên ngựa ngã xuống đi xuống. Mục Thanh Ca bị xương khói đám người hộ tống lui lại. Kinh đô cửa thành lại lần nữa đóng lại. Nương nương, huyết nương nương ngươi tần thư nhã từ thành lâu phía trên chạy xuống tới nhìn đến mục thanh ca vạt áo toàn bộ đều là huyết kêu sợ hãi ra tiếng. Mục thanh ca sắc mặt trắng bịch đè lại bụng, chỉ thấy một người đột nhiên đi vào mục thanh ca bên người rồi sau đó đem nàng bế lên, mục thanh ca kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người tới, lăng phong. Làng Phong đem Mục Thanh Ca đưa tới gần nhất quốc công phủ rồi sau đó làm từ tuân bắt mạch từ tuân nhìn sắc mặt trắng bệch khó coi hôn mê chung Mục Thanh Ca, đem tay đáp ở nàng mạch đập phía trên. Cơ hồ là không hề tiếng động A, à, từ tuân lắc đầu, xương khói vội vàng hỏi, nương nương thế nào? Hải từ chỉ sợ giữ không nổi, từ tuân lắc đầu thở dài, xương khói sắc mặt tái nhợt, lang phong đột nhiên nhíu mày, người đâu? sinh mệnh đe dọa, bất quá làm ta lấy ngân châm chi thuật bảo vệ nàng tâm mạch vẫn là có một tia cơ hội, bất quá trong bụng hài từ chỉ sợ cũng muốn lạc rớt lạc rớt. Từ đại phu lạc rớt là có ý tứ gì? Lấy ngân châm chi thuật hộ nàng tâm mạch đầu tiên liền muốn đem nàng trong bụng hài từ xóa sạch như vậy mới có thể vạn vô nhất thất bảo vệ nàng tâm mạch làm nàng có thể khởi từ hồi sinh. Chỉ có biện pháp này sao? Sương khói hỏi, nàng đương nhiên biết nương nương đánh mạng so bất luận kẻ nào đều phải quan trọng. Nhưng là nếu nương nương biết trong bụng hài tử chỉ sợ sẽ là sống không bằng chết, nương nương trong bụng là song sinh tử, nếu hài tử giữ không nổi nói, nương nương. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 646: Cứu chỉ sương khói không có nói tiếp chính là mọi người đều minh bạch hài tử đối với nàng mà nói là cỡ nào quan trọng huống chi mục thanh ca trong bụng con nối dõi càng là con vua một khi ra cái gì ngoài ý muốn không ai có thể đủ gánh nổi từ tuân trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào làng phong thực nói thẳng động thủ cái gì từ tuân nhất thời không rõ hỏi làng phong ngơ ngác nhìn từ tuân không có người tánh mạng so tiểu thư càng thêm chân quý từ tuân gật gật đầu, đáng tiếc nương nương trong bụng hài tử vì giữ được nương nương tánh mạng. Cũng chỉ có thể như thế sư phó. Từ tuân sửng sốt, mọi người đều ngây ngần cả người, nhìn về phía đã tỉnh lại mục thanh ca, nàng sắc mặt tái nhợt cái chán đều là mồ hôi. Nương nương, mục thanh ca duỗi tay đè lại đau đớn không thôi bụng rồi sau đó nói, cho ta lấy ngân châm. Người hay là muốn thi triển cửu chuyển dương châm cứu. Từ tuân kinh hỏi. Mục thanh ca trầm mặc mà chống đỡ, lại càng thêm chứng thực tứ tuân trong lòng suy nghĩ rồi sau đó đột nhiên nói, ngươi điên rồi không thành. Trạng huống thân thể của ngươi thế nào ngươi sẽ không biết, ngươi muốn dùng cửu chuyển dương châm cứu giữ được trong bụng hài tử chính là liền tính ngươi giữ được lúc này. Đãi sinh sản lúc sau ngươi sẽ nhiều lần trải qua mà chết, đến lúc đó hai đứa nhỏ giống nhau có sinh mệnh nguy hiểm. Sương Khói đột nhiên quỳ xuống, Tần Thư Nhã cũng đi theo đột nhiên quỳ xuống, "Nương nương, người tánh mạng quan trọng a, à, hài tử về sau vẫn là sẽ có. Nếu là nương nương có bất chắc gì ngài làm hoàng thượng làm sao bây giờ, nương nương?" "Đúng vậy, nương nương." Sương Khói cô nương nói không sai, trước mắt đúng là kinh đô yêu cầu nương nương thời điểm. Mục Thanh ca chống thân mình muốn ngồi dậy sương khói đột nhiên đứng lên duỗi tay đỡ lấy mục thanh ca dựa vào giường nệm thượng, mục thanh ca suy yếu đè lại bụng nói, sư phó, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu dùng ngươi châm pháp đem hài tử lạc rớt tuy rằng có thể giữ được ta mệnh nhưng là ta về sau lại muốn dùng hài tử là không có khả năng. Mọi người đều trầm mặc không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng đây cũng là từ tuân tư tâm nếu là nhà người khác hắn sẽ nói ra tới hậu quả nhưng là mục thanh ca không được nàng là nam sở hoàng hậu một khi nói ra tin tức này tuy rằng nơi này đều là người một nhà nhưng là khó tránh khỏi sẽ không truyền ra đi đến lúc đó trong chiều sẽ có gì loại phê bình mục thanh ca dựa vào nơi đó tái nhợt mặt lắc đầu nói này mệnh khẩu khí này ta sẽ tận lực giữ được ta hài tử là ta mệnh ta không có khả năng dùng bọn họ mệnh tới đổi lấy ta chính mình mệnh ta là cái mẫu thân nhưng là ngươi đã có thái tử. Mục thanh ca lắc đầu nói, thái tử là ta nhi tử, nhưng là ta trong bụng hài tử chẳng lẽ không phải ta hài tử sao? Sư phó, thỉnh ngươi thông cảm ta cái này làm mẫu thân. Cho ta ngân châm, làm ta chính mình đến đây đi. Lấy ngươi tình huống hiện tại căn bản là không có khả năng đi triển ra cửu truyền dương châm cứu, đến lúc đó ai có thể cứu ngươi? Sư phó, ta có thể. Mục Thanh Ca khó chịu nhìn Từ Tuân, nàng hiện tại đã không có nhiều ít sức lực cùng hắn cãi cọ. Mục Thanh Ca tầm mắt chuyển hướng Lăng Phong. Ở chỗ này có lẽ Lăng Phong mới là nhất có tư cách nói chuyện, lập tức trong mắt mang theo khẩn cầu nhìn Lăng Phong. Đây cũng là Lăng Phong lần đầu tiên nhìn thấy Mục Thanh Ca như vậy biểu tình tâm như đau cắt nhớ trước đây nàng đưa chính mình rời đi kinh đô vẫn là hào hào. Trong thời gian ngắn cũng đã thành cái dạng này, Lăng Phong nhắm mắt lại cho nàng đi hắn biết nếu giữ không nổi hài tử, đối với mục thanh ca mà nói cũng là tâm như cho tàn. Sương khói đột nhiên nhìn về phía lang phong tuy rằng muốn ngăn lại nhưng là bọn họ cũng đều biết nương nương tính tình. Người có biết hậu quả, từ tuân nhìn chằm chằm vào lang phong. Lang phong gật gật đầu nói, từ đại phu, ngươi đổ đệ cái gì tập tính chẳng lẽ ngươi sẽ không biết. Từ tuân không thể nề hà ngược lại nhìn về phía mục thanh ca, biết nàng tuy rằng suy yếu nhưng là thần trí thanh minh rồi sau đó thở dài đối với xương khói gật gật đầu, xương khói lắc lắc môi dưới rồi sau đó xoay người đi lấy ngân châm, đưa ngân châm lấy lại đây thời điểm mục thanh ca nhanh chóng tiếp nhận. Nàng biết chính mình căng không được bao lâu, lập tức đối với các nàng nói, các ngươi đi ra ngoài đi. Từ tuân nói, lăng phong cùng tần tiểu thư đám người trước đi ra ngoài đi, lão phu cùng xương khói lưu lại. Lăng phong gật gật đầu. Mục thanh ca lưu loát rút ra châm ở chính mình trên tay huyệt đạo đâm tay phải đầu ngón tay đau đớn làm nàng không tự giác mang theo vài phần run rẩy. Từ tuân nhìn mục thanh ca trên mặt mồ hôi lắc đầu, hắn vô pháp tưởng tượng giờ khắc này mục thanh ca thừa nhận bao lớn thống khổ. Giờ khắc này đau đớn tuyệt đối là mục thanh ca trong cuộc đời nhất đau thời khắc. Dù cho là dao nhỏ cắt thịt cũng không thắng nổi giờ khác này đau đớn, đầu ngón tay đều mau lấy không được châm, nhưng là nàng biết nếu lấy không đứng dậy như vậy nàng hài tử liền giữ không nổi. Nàng tuyệt đối không thể lại mất đi hài tử. Mục thanh ca sắc mặt trắng bịch khó coi, từ tuân đột nhiên từ nàng trong tay đoạt được ngân châm, còn như vậy đi xuống, người liền tính giữ được hài tử cũng sẽ đau chết. Sư phó liền thừa cuối cùng vài cái. Từ tuân chế trụ cánh tay của nàng rồi sau đó nắm chặt ngân châm, ta tới rồi sau đó đối với xương khói phân phó đỡ nàng nằm xuống sư phó mục thanh ca có chút lo lắng nhìn từ tuân chẳng lẽ người còn không yên tâm vi sư sao mục thanh ca lắc đầu từ tuân y thuật tại thế gian cũng là khó với đối thủ hơn nữa nàng vừa rồi hạ châm từ tuân tất nhiên đã nhớ kỹ cho nên mục thanh ca cũng liền an tâm rồi từ tuân đem ngân châm cắm vào nàng cánh tay huyệt đạo bên trong một lát sau nàng bụng đau từng cơn đã hào rất nhiều nhưng là trong cơ thể lại giống như liệt hỏa đốt cháy giống nhau khó chịu một canh giờ lúc sau từ tuân đem châm buông nhìn nàng nhăn lại mày tức khắc thầm kêu không hào xương khói chạy nhanh làm lang phong tiến vào xương khói sắc mặt tái nhợt đột nhiên đi ra ngoài gọi lang phong lang phong đột nhiên chạy tiến vào từ Tuân nói, nàng phía trước luyện công hẳn là tẩu hỏa nhập ma quá, trong cơ thể có vài cổ nội lực ở xé rách, hơn nữa Cửu chuyển Dương châm cứu lưu lại di chứng. Ngươi dùng nội lực ngăn chặn nàng trong cơ thể vài cổ nội lực nếu không tình huống phi thường không ổn a. À. Sương khói nghe ngôn lập tức đem một Thanh Ca nâng dậy tới, Lang Phong vận công đem nội lực đẩy vào nàng trong cơ thể, cảm giác được nàng trong cơ thể vài cổ chân khí một lát sau lăng phong liền cảm giác chính mình nội lực xa xa không đủ để ngăn chặn nàng trong cơ thể chân khí xương khói cũng đã nhìn ra lập tức bàn tay gián sát vào lăng phong phía sau lưng vận công hai người công lực cuồn cuộn không ngừng muốn ngăn chặn mục thanh ca trong cơ thể chân khí chính là không hẹn mà cùng chân khí bắn ngược xương khói đột nhiên bị đánh lui che lại ngực hộc máu lăng phong cũng đi theo lui về phía sau hai bước sắc mặt tái nhợt từ tuân đã nhìn ra, sắc mặt cũng phi thường khẩn trương, cái này nhưng làm sao bây giờ, đi nơi nào tìm nội công cao thâm người. Ta thử lại, lăng phong sắc mặt phi thường khó coi chuẩn bị thử lại một lần. Không được ngươi như vậy nàng chỉ biết càng thêm khó chịu. Từ tuân giữ chặt lăng phong. Lúc này từ bên ngoài lại đi tới một người, xương khói đám người ngơ ngác nhìn người tới, phổ không đại sư phổ không đại sư nhìn trên giường trắng bạch trắng bạch mục thanh ca, rồi sau đó trực tiếp đi đến mục thanh ca phía sau bàn tay dán nàng giữa lưng. Cuồn cuộn không ngừng nội lực tiến vào nàng trong cơ thể, làm nguyên bản đau đớn dần dần tiêu tán, từ tân rốt cuộc yên tâm, phổ không đại sư nội lực thâm hậu. Đường kim thế giới chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể cùng hắn địch nổi hạ 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 tự hồ có người ở nàng bên tay gọi tên nàng thanh âm già nua rồi lại bí mật mang theo tưởng niệm làm mục thanh ca ở thống khổ lốc xoáy bên trong cảm giác được ấm áp người muốn kiên trì trụ hạ hạ người vẫn luôn là chúng ta kiêu ngạo ở cam tuyền cung bên ngoài đại thụ phía dưới đứng một cái mang theo bạc mặt nạ nam nhân hắn ngực còn có một bãi vết máu hắn nhìn chằm chằm vào cam tuyền cung trong cung phương hướng nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc chương 647, cứu giúp. Tần Thư Nhã giao thoa ở bên ngoài chờ một hồi thân liền nhìn đến đứng ở đại thụ phía dưới nam nhân, Tần Thư Nhã nao nao đi qua, miệng vết thương của ngươi còn không có trị liệu đi. Ta đi thỉnh Thái Y lại đây không cần, tiết diện cụ nam nhân ôn hòa nói. Vừa rồi Hoàng hậu nương nương mệnh ở sớm tối chính là người nam nhân này cứu nương nương, hắn có thể lấy tánh mạng tương hổ người nam nhân này rốt cuộc là ai, tần thư nhã lại không biết, chỉ biết trên người hắn mang theo hơi thở lại không phải người bình thường cho nên. Tần thư nhã nhìn hắn miệng vết thương rồi sau đó lấy ra khăn tay đưa cho hắn, liền tính không trị liệu cũng muốn trước cầm máu đi. Tiết diện cụ nam nhân rũ mắt nhìn mắt tần thư nhã đưa qua khăn tay, tố nhã khăn mặt trên chỉ theo một đóa hoa lan, hắn duỗi tay tiếp nhận đem khăn ấn ở miệng vết thương, đa tả. Mà một màn này lại bị vội vàng mà đến Lý Nguyên xem ra, hắn bước chân đột nhiên một đốn. Tần Thư Nhã không có phát giác Lý Nguyên, đối với thiết diện cụ nam tử lắc đầu nói, so ngươi dùng tánh mạng cứu hoàng hậu nương nương, ta căn bản là không tính cái gì. Tiết diện cụ ngẩng đầu nhìn về phía cam tuyền cung phòng rồi sau đó nói, phổ không đại sư tự mình ra tay, nàng sẽ không có việc gì. Phổ không đại sư năng lực không người không biết. Tần thư nhã hơi hơi an tâm gật đầu rồi sau đó nhìn hắn hỏi, ngươi là ai? Tiết diện cụ nam từ ngậm miệng không nói. Tần tiểu thư, lý nguyên ra tiếng tần thư nhã nghe được quen thuộc thanh âm đột nhiên quay đầu lại nhìn đến lý nguyên sắc mặt một đốn rồi sau đó nhanh chóng đi qua đi nói thực xin lỗi là ta không có chiếu cố hào nương nương chính là ngươi không cần lo lắng phổ không đại sư tần thư nhã sợ hắn sốt ruột vì thế vội vàng nói ta đã biết lý nguyên không có nghe tần thư nhã nói tiếp lập tức trực tiếp đem trong tay phương thuốc đưa cho tần thư nhã đây là phổ không đại sư tiến cung phía trước lưu lại phương thuốc Người đi giày vỏ đi. Tần Thư Nhã không nghi ngờ có hắn gật gật đầu tiếp nhận phương thuốc lúc sau liền đi ra ngoài. Lý Nguyên nhìn chằm chằm vào đứng ở nơi đó nam nhân. Mà hắn tự hồ không có nhìn đến Lý Nguyên giống nhau. Nàng sẽ không có việc gì, người có thể rời đi. Lý Nguyên nhàn nhạt xuất thân. Tiết diện cụ nam nhân nhìn về phía Lý Nguyên, đã từng non nớt thiếu niên đã trở nên thành thục, đáy mắt mang theo lạnh lẽo đủ để cho người sợ hãi vài phần, đúng vậy hắn đã không còn là cái kia tướng phủ cái kia nhu nhược thiếu niên lang mà đã là đường đường nam sở triều đình chi cục lý đại nhân hắn tác phong cùng năm đó mục nguyên cực kỳ tương tự có thể nói là năm đó tẫn đến mục nguyên truyền thủ dù cho mục nguyên rời đi hắn lại vì chính mình nữ nhi để lại có lợi nhất trợ giúp mục nguyên qua đời lúc sau mục gia nhanh chóng xuống dốc dù cho mục thanh ca vi hậu lại cũng không thay đổi được mục gia xuống dốc chính là ở cái này thiếu niên trong tay mục gia không chỉ có nhanh chóng quật khởi còn có năm đó chưa từng có phong cảnh. Mà hắn bất quá năm ấy 18 năm hoa, này nếu là lại quá mấy năm chỉ sợ trong chiều không người có thể so sánh với. Tiết diện cụ nam nhân như cũ thẳng tắp đứng không nói gì. Lý Nguyên hơi trao giữa mày, người khác không biết thân phận của ngươi, ta lại biết. Ngươi phải biết rằng nếu thân phận của ngươi bị vạch trần sở mang đến hậu quả sẽ không có người biết đến. Thiết diện cụ nam nhân nhàn nhạt nói, ngôn ngữ bên trong mang theo không sao cả tin tưởng vững chắc, hắn giơ tay phất quá trên mặt thiết diện nói. Gương mặt này sớm đã bị lửa lớn đốt sạch, không có người sẽ nhận ra tới. Lý Nguyên nhìn hắn, đúng vậy, lăng ai đều không có nghĩ tới Phượng Hạo Hiên, cũng chính là tiên hoàng cư nhiên không có táng thân với lửa lớn bên trong. Mà chuyện này chỉ có Phượng Tuyệt Trần cùng Phượng Hạo Hiên biết, trừ này cũng không người thứ ba biết, liền tính là Mục Thanh Ca cũng không biết người như thế nào biết ta thân phận, cho nên Phượng Hạo Hiên rất là kỳ quái nhìn Lý Nguyên. Lý Nguyên khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, năm đó tam hoàng tử hành tẩu với giang hồ bên trong, bái nhập Bắc tông môn hạ. Tuy rằng chuyện này phi thường bí ẩn cơ hồ không có mấy người biết nhưng là tưởng cha vẫn là không khó, ngươi vừa rồi ở chiến trường phía trên bầy ra ra tới võ công lệ thuộc Bắc Tông. Tường truyền Bắc Tông từ xa trường cũng không ngoại chuyện tiên hoàng là duy nhất một cái ngoại chuyện đệ tử. Phượng Hạo Hiên đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc cảm thán, không mệt là mục tướng dậy ra, giả lấy thời gian ngươi làm tất nhiên so mục tướng còn muốn xuất sắc. Hắn đem ngươi lưu tại nàng bên người quả nhiên không sai. Phượng Hạo Hiên không có chỉ ra, chính là bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng, Lý Nguyên nhìn Cam Tiền cung rồi sau đó nói, không có nàng liền sẽ không có hiện tại Lý Nguyên. Nàng ban cho cho ta bất luận kẻ nào đều thay thế không được nói xong lý nguyên nhìn về phía phượng hạo hiên nói cứ việc ngươi cứu nàng nhưng là như cũ thay đổi không được ngươi đã từng đối nàng đã làm sự tình phượng hạo hiên hơi hơi bế mát ngày ấy hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn tồn tại đối với sinh mệnh nhiệt thành hắn đã sớm không còn nữa năm đó dù cho là nhìn mộc thanh ca vọt vào biển lửa muốn cứu hắn hắn cũng chưa từng từng có một tia muốn sống đi xuống động lực làm hắn trơ mắt nhìn âu yếm nữ nhân cùng người khác ở bên nhau hắn không tiếp thu được. Chính là Phượng Tiệt Trần một câu lại đánh thức hắn, nam tử hán đại trượng phu rừng chân với thiên địa chi gian, chết muốn chết oanh oanh liệt liệt bằng phẳng. Người như vậy uất ức chết không chỉ có ta khinh thường ngươi, thanh ca cũng khinh thường ngươi. Đúng vậy, hắn hà tất muốn như vậy uất ức chết, chính là hắn càng thêm biết chính mình vô pháp lấy như vậy thân phận sống sót, lập tức chỉ có thể ở biển lửa bên trong phá hủy chính mình dung mạo kia một khắc hắn tâm trước sau đều phóng không khai mục thanh ca. Chính là sau lại hắn thấy được Phượng Lan Dực cùng Phượng Nguyệt Minh. Có lẽ Phượng Lan Dực đối thanh ca cảm tình không thâm, nhưng là Phượng Nguyệt Minh bất đồng, hắn biết rõ Phượng Nguyệt Minh đối thanh ca cảm tình chính là cứ như vậy một người lại cam nguyện buông. Chỉ là yên lặng bảo hộ tại bên người kia một khắc Phượng Hạo Hiên tâm bị xúc động. Mục thanh ca cảm giác được thân thể đau đớn dần dần tiêu tán mà đi. Nương nương, người tỉnh lạc tần tư nhã nhìn trên giường mục thanh ca hơi hơi nhíu mày vội vàng kêu lên sương khói đột nhiên đã đi tới nhìn đến mục thanh ca mở to mắt rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra nương nương thật là làm ta sợ muốn chết nương nương về sau cũng không thể còn như vậy vô pháp tưởng tượng nếu nương nương có cái cái gì không hay xảy ra sẽ phát sinh sự tình gì mục thanh ca tựa hồ có chút thanh tỉnh đột nhiên sở hướng chính mình bụng cảm giác được hài tử bình an không có việc gì nhẹ nhàng thở ra sao lại thế này nàng cảm giác được thân thể lấy một trận uyển chuyển nhẹ nhàng không giống ban đầu cõi lòng tan nát đau đớn. Hơn nữa trong cơ thể vài cổ nội lực tự hồ bị một cổ thanh tuyền chi khí hòa tan. Này tuyệt đối không phải là cửu chuyển dương châm cứu thi triển lúc sau hiệu quả, nàng phi thường minh bạch liền tính cửu chuyển dương châm cứu bảo vệ nàng trong bụng hai từ. Thân thể của nàng cũng sẽ đã chịu cực đại bị thương, nhưng là hiện tại. Tần Thư Nhã cùng xương khói liếc nhau, Lăng Phong đi vào tới nói, phổ không đại sư đem suốt đời nội lực đều truyền tống đến trong cơ thể ngươi. Mục Thanh ta đột nhiên ngồi dậy, ngươi nói cái gì? Nàng không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt suốt đời nội lực. Sương khói gật gật đầu nói, lúc ấy tình huống phi thường nguy cấp ta cùng lăng phong nội lực áp chế không được nương nương trong cơ thể chân khí. Phổ không đại sư đột nhiên xuất hiện lúc này mới cứu nương nương cả đời nội lực a à, muốn tu luyện nhiều ít nam a à, đại sư đâu đại sư đã hồi cảm nghiệp chùa tần thư nhã trả lời lăng phong tiếp tục nói lần này còn muốn đa tạ lý nguyên nếu không phải hắn kịp thời tìm tới phổ không đại sư chỉ sợ sương khói cùng tần thư nhã đều gật gật đầu lúc ấy tình huống như thế nguy cấp nếu phổ không đại sư không có xuất hiện chỉ sợ nương nương thật sự liền giữ không nổi Mục Thanh ca hơi hơi dựa vào nơi đó, xương Khói nói, bên ngoài tình hình đã ổn định. May mắn có Dương Thái Hậu cấp lệnh bài làm chúng ta có thể điều ngày qua hạ toàn thương giới cao thủ, lần này còn có Bắc tông tương trợ, nếu không chỉ sợ kinh đô liền phải luôn hãm. Nương nương có thể yên tâm, có các vị cao thủ thủ kinh đô tất nhiên sẽ không có việc gì. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 648, gặp nhau. Mục Thanh ca khẽ gật đầu. ở Mục Thanh ca dự đoán được bất chắc thời điểm, nàng liền đem Dương Yên Vân cho chính mình lệnh bài giao cho xương khói làm nàng đi viện binh chỉ là một mặt chờ tuyệt trần đại quân trở về là không có khả năng. nàng biết căn bản là kiên trì không được một tháng chỉ có khác tìm con đường trừ cái này ra không còn biện pháp. một số lớn cao thủ đã đến làm Tây duyên cùng Bắc lệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ lý tố kỳ hạ một đại tướng reo lên chẳng lẽ làm chúng ta ngồi chờ chết, chờ mắt nhìn kinh đô đại môn lại không công thành sao? liền tính đối phương cao thủ nhiều như mây, chúng ta mấy chục vạn đại quân tại đây chẳng lẽ liền không thể vây quanh đi lên sao? tây duyên bên này đại tướng sôi nổi gật đầu, mà bắc lệ đại tướng còn lại là hai mặt đối diện giống nhau cũng không có nói lời nói. tây duyên lôi vân tướng quân đối với bắc lệ đại tướng nói như thế nào? hay là các ngươi bắc lệ sợ muốn lâm trận bỏ chạy không thành? Bác lệ các đại tướng nghe này vừa nói sắc mặt đều biến đổi, rồi sau đó lạnh lùng nói, ngươi cho rằng chúng ta bác lệ là các ngươi Tây Duyên sao? Bất quá là nói nhìn về phía bên cạnh cơ tướng quân. Cơ tướng quân là bác lệ đại tướng, cũng là bác lệ quốc sư ly ca cười cùng bác lệ cửu vương từ người, đối bọn họ hai người là trung tâm sáng không còn nhị tâm, hiện giờ nghe này vừa nói trầm giọng nói. Chúng ta bác lệ liền không có sợ hãi chi tâm, nhưng là hai nước liên thủ phía trước quốc sư đại nhân cùng chúng ta cửu vương từ điện hạ vẫn luôn cường điệu không được thương tổn nam sở hoàng hậu và bên người người các ngươi lý tướng quân nhất ý cô hành suýt nữa đem nam sở hoàng hậu bức tử này đã là vi phạm chúng ta hai nước ký kết hiệp nghị bất quá là nam sở hoàng hậu cùng các ngươi bắc lệ có gì can hệ lôi tướng quân có phải hay không đã quên nam sở hoàng hậu một cái khác thân phận tiên hạ bá tánh không biết có bao nhiêu người nhân nàng được cứu trợ, không nói người khác, liền nói chúng ta quốc sư phu nhân năm đó nếu không có nàng ra tay cứu giúp còn có cửu vương từ điện hạ. Nhiều năm như vậy tới chúng ta bắc lệ đối nam sở hoàng hậu tâm tồn cảm ơn. Đó là các ngươi bắc lệ. Mặc kệ năm đó nam sở hoàng hậu như thế nào cứu trị các ngươi, nhưng là cơ tướng quân cũng không nên đã quên hiện giờ là chiến trường, là nàng một nữ nhân một đôi tay đem chúng ta chắn bên ngoài hiện giờ còn phải đối nàng thủ hạ lưu tình hay là các ngươi Bắc lệ không nghĩ muốn nói bá nghiệp sao? Cơ tướng quân không nói gì, Lôi Vân tiến lên một bước nói: Cơ tướng quân, ngươi càng thêm không cần quên mất trận này chiến dịch liền tính chúng ta không khơi màu Nam sở tương lai cũng là sẽ khơi màu. Phượng Tiệt Trần là cái cái dạng gì người không cần ta nói thêm cái gì. Các ngươi Bắc lệ cũng minh bạch, các ngươi Bắc lệ muốn đối Nam sở cúi đầu xưng thần sao? Chúng ta Tây duyên nhưng không nghĩ. Hơn nữa dù cho các ngươi Bắc Lệ hiện tại muốn bò bò giữ mình cũng không có khả năng đi, rốt cuộc chiến dịch đã khai, không phải các ngươi nói lui là có thể lui. Nói xoay người mang theo Tây Duyên các tướng sĩ rời đi. Đãi bọn họ rời đi lúc sau, cơ tướng quân bên người một cái tiểu tướng lãnh nói, tướng quân, như vậy đi xuống chỉ sợ không được tốt. Quốc sư đại nhân phu nhân cùng cửu vương tử đều có phân phó không chuẩn thương tổn nam sở hoàng hậu mà nam sở hoàng hậu người mang lục giác còn như vậy sinh mãnh quả nhiên là cân quắc không nhường tu mi a bất quá xem nam sở hoàng hậu bộ dáng chỉ sợ tình huống phi thường không lạc quan tướng quân cần phải truyền tin cấp quốc sư cùng điện hạ hiện giờ biên cảnh tình huống cũng không lạc quan hiện giờ truyền tin qua đi cũng vô dụng tiểu tướng lãnh gật gật đầu lôi tướng quân ý tứ hẳn là sẽ ở mấy ngày lúc sau tiếp tục công thành Đến lúc đó chúng ta muốn như thế nào? Chính như hắn theo như lời như vậy hiện giờ chiến dịch đã khai không phải chúng ta tưởng đình là có thể đình người phân phó đi xuống đến lúc đó nếu là thành công công thành mà vào bắc lệ các tướng sĩ không chuẩn thương tổn kinh đô vô tội bá tánh nhìn thấy nam sở hoàng hậu tất nhiên tìm mọi cách giữ được nàng tánh mạng đúng vậy hắn có thể làm được cũng chỉ có như vậy có lẽ chúng ta căn bản là đợi không được lúc ấy tướng quân ý tứ là biên cảnh có nam sở hoàng đế phượng tuyệt trần thường thắng tướng quân dịch thủy hàn còn có đại nhung đại nhung vương gia luật tề nam vạn tinh quân ký vân quân bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng đều không phải là việc khó người nọ đi theo gật gật đầu nam sở hoàng đế phượng tuyệt trần niên thiếu liền danh chấn thiên hạ trong thiên hạ không người không sợ hãi kính nể còn có dịch thủy hàn gia luật tề đều là thiếu niên anh hùng chẳng những võ công lợi hại hành quân phát run cũng chỉ sợ khó có người có thể cập mà hiện giờ này ba người lại ở cùng trận doanh bên trong. Mục Thanh Ca đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài đã điêu tàn khô mộc tần thư nhã đem màu trắng áo lông cừu khoác ở nàng trên người, nương nương. Tần thư nhã nhìn hoàng hậu nương nương tái nhợt không hề huyết sắc sườn mặt có chút lo lắng, nương nương, ngài thân thể còn chưa hảo, vẫn là hồi trên giường nằm đi. Mục Thanh Ca lắc đầu như cũ nhìn bên ngoài nói, không biết khi nào mới có thể phục ngày đó chi cảnh. Từ nhã tin tưởng ngày này sẽ không quá muộn, nương nương, vừa mới xương khói cô nương lại đây nói hoàng thượng ở biên cảnh đánh thắng trận, hiện nay đã hướng tới kinh đô chạy đến, nương nương. Chỉ cần hoàng thượng vừa đến kinh đô chi vây liền có thể giải. Mục thanh ca gật gật đầu khóe miệng dơ lên tái nhợt cười, đúng vậy. Tay chậm rãi xoa nhô lên bụng to, chỉ cần hắn đã trở lại, liền không có việc gì. Nương nương vì sao nương nương thoạt nhìn một chút đều không cao hứng đã nhiều ngày nương nương giữa mày vẫn luôn đều mang theo yêu sầu nàng nguyên tưởng rằng nương nương là lo lắng bên ngoài sự tình chính là hiện giờ xem ra nương nương có lẽ trong lòng cất giấu chuyện khác tư nhã đi gọi hắn lại đây đi tần thư nhã trong khoảng thời gian ngắn không biết hoàng hậu nương nương nói chính là ai mục thanh ca xoay người nhìn về phía tần thư nhã ngươi hẳn là gặp qua hắn mang theo thiết diện cụ nam nhân Tần Thư Nhã gật gật đầu ta đi gọi lại đây. Tuy rằng nàng cũng không biết người này là ai. Không quá một hồi, Mục Thanh Ca liền nhìn đến hắn đi đến. Từ nhớ lại năm đó sừng đào mới gặp. Hắn ôn tồn lễ độ, hiện giờ sớm đã cảnh còn người mất. Đã lâu không thấy. Phượng Hạo Hiên xoa chính mình mặt nạ đạm đạm cười nói, người chưa thấy ta mặt lại đã biết ta là ai. Mục Thanh Ca chậm rãi đứng lên nói, có thể hiệu lệnh Bắc Tông trên dưới thế gian trừ bỏ bắc tông tông chủ ở ngoài liền chỉ có một người. Phượng Hạo Hiên không nói gì. Từ ngươi xuất hiện kia một khắc ta liền biết là ngươi, ta thật cao hứng ngươi còn sống. Mặt sau một câu làm Phượng Hạo Hiên cả người đều vì này xúc động. Hắn nhìn chằm chằm vào mục thanh ca. Ta gần nhất vẫn luôn hồi tưởng khởi năm đó sự tình, này một đường đi tới rất nhiều chuyện sớm đã nhìn thấu, nói vậy ngươi cũng là giống nhau. Phượng Hạo Hiên cảm thấy mục thanh ca tự hồ có chút không thích hợp thanh ca. Ta biết người muốn nói cái gì, có chút lời nói liền không cần phải nói, có một số việc ta cũng sẽ không mở miệng. Mục thanh ca nhìn mắt bên ngoài khô mộc cái này mùa đông chú định sẽ không hào quá. Có lẽ thân thể của ta chịu không nổi đi. Mặt sau một câu nói thực nhẹ, giống như là một câu thở dài. Người nói cái gì? Phượng Hạo Hiên khiếp sợ nhìn mục thanh ca tuy rằng nàng thanh âm rất nhỏ, nhưng là tai thính mắt tinh hắn như thế nào sẽ nghe không được đâu hắn đột nhiên đi đến mục thanh ca bên người bắt lấy cánh tay của nàng vội vàng hỏi phổ không đại sư đem suốt đời nội lực đều truyền tống cho ngươi hắn nội lực hồn hậu hoàn toàn có thể chữa khỏi ngươi trong cơ thể thương thế như thế nào sẽ mục thanh ca tránh thoát khai phượng hạo hiên tay tuy rằng hai người chi gian như bằng hữu giống nhau nhưng là nàng như cũ không thích người khác chạm vào nàng có một số việc ta sẽ không đối người khác nói cho nên phượng hạo hiên ngươi cũng đừng ép ta nếu ngươi lựa chọn sống sót chắc là nhìn thấu đối với trói buộc hoàng thất ngươi càng thích hợp vô câu vô thúc giang hồ phượng hạo hiên thấy mục thanh ca tựa hồ không muốn nhiều lời cái gì hắn cũng không nghĩ bức nàng lập tức nói đúng vậy vô câu vô thúc đây là ta suốt đời sở theo đuổi vì ngôi vị hoàng đế ta từ bỏ rất nhiều đồ vật mà hiện giờ ta cũng chỉ có một kiện một kiện trọng nhặt dựng lên nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc chương 649, chung mũi tên. Mục Thanh Ca chỉ cười không nói, muốn từ bỏ rất khó, chính là lúc sau có lẽ liền sẽ được đến chân chính buông ra. Cảm nghiệp chùa. Mục Thanh Ca ở xương khói cùng Tần Thư Nhã nâng xuống dưới đến cảm nghiệp chùa trong đại sảnh, sớm có tăng nhân chờ ở một bên, hoàng hậu nương nương, phổ không đại sư ở phía sau lâm chờ. Mục Thanh Ca gật gật đầu, ý bảo xương khói cùng Tần Thư Nhã không cần cùng lại đây sau lâm bên trong, mục thanh ca liền nhìn đến ngồi ở bên kia uống trà phổ không đại sư, nàng chậm rãi đi qua đi, phổ không đại sư cấp mục thanh ca tới rồi một ly nước trong, ngươi không nên uống trà. Làm phiền đại sư, mục thanh ca nâng chung trà lên nhấp một ngụm, này thủy tự hồ không giống giống nhau thủy chỉ cảm thấy môi răng gian phi thường ngọt lành. Này thủy là thần lộ gian bọt nước chế mà thành cho nên phá lệ ngọt lành mục thanh ca nhoèn miệng cười lần này nếu không có phổ không đại sư ra tay tương trợ thanh ca chỉ sợ bị mất mạng hy sinh đại sư suốt đời công lực lão nạp tuy có suốt đời nội lực lại chưa tạo phúc xã tắc bá tánh mà ngươi không giống nhau ngươi không chỉ có là nam sở hoàng hậu vẫn là thiên hạ nổi tiếng thần y bán hạ ngươi không chỉ có có thể tạo phúc xã tắc còn có thể cứu trị thiên hạ bá tánh Mục thanh ca chua sót cười cười, chính là lúc này đây ta đôi tay lây dính máu tươi lại là vô tận đối với người xuất gia mà nói ta chỉ sợ đã sớm là một cái nghiệp chướng nặng nề người. Lão nạp đã từng cùng hoàng hậu nương nương nói qua điển cố nương nương còn nhớ rõ, đều không phải là sát sinh là tạo nghiệt có đôi khi sát sinh là vì cứu người. Mục thanh ca hơi hơi rũ mắt, tay trái xoa tay phải cánh tay, đại sư nếu đã cứu ta, hẳn là biết ta thân thể trạng huống rồi sau đó vốt ve thượng chính mình bụng, hài tử thực khỏe mạnh, thân thể của ta có thể chống được lúc ấy chính là lúc sau hoàng hậu nương nương ta yêu cầu đại sư đến lúc đó trợ giúp. Thân thể của nàng như thế nào nàng chính mình nhất rõ ràng. Lão nạp đáp ứng ngươi. Tây Duyên cùng Bắc Lệ công thành mà xuống, kinh đô sở hữu còn sót lại tướng sĩ cùng cao thủ tề tụ nghênh địch tuy rằng này đó cao thủ là người giang hồ lại cũng là phượng hạo hiên kỳ hạ. Các đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện quá, Tại hành quân đại chiến thượng cũng rất có tạo nghệ trải qua phượng hạo hiên nhiều ngày chỉ dẫn sớm đã có thể cùng cấm quân phối hợp thiên y vô phùng. Mục thanh ca ở tần thư nhã nâng hạ đi đến thành lâu phía trên nhìn tháng này tới nhất hiểm trở một trận chiến, nếu một trận chiến này căng không đi xuống, nếu tiệt trần đại quân chưa đến. Như vậy kinh đô liền sẽ giữ không nổi. Lãnh ký, phượng hạo hiên, xương khói đám người đã lâm vào vây quanh bên trong. Hoàng hậu nương nương, còn như vậy đi xuống tướng quân bọn họ sẽ khiêng không được thỉnh nương nương mở ra cửa thành làm tướng quân tiến vào không được lãnh tướng quân đám người khó có thể phá vây mạo muội mở ra cửa thành quân địch liền sẽ ùa vào tới như vậy này một tháng nỗ lực đều uổng phí tần đại nhân nói đều không phải là hắn không nghĩ cứu lãnh tướng quân đám người nhưng là hậu quả càng thêm nghiêm trọng ở đây người đều sôi nổi gật đầu một khi cửa thành mở ra hậu quả không dám tưởng tượng chính là chẳng lẽ muốn chúng ta trơ mắt nhìn lãnh tướng quân chết trận xa trường sao Tần Tư Nhã nhìn chính mình phụ thân hỏi, trong mắt mang theo lệ quang, đó là nhiều ít điều mạng người A. À. Lý Nguyên trầm sắc nhìn phía dưới cục diện, Tần Đại Nhân nói không tồi, một khi mở rộng ra cửa thành hậu quả không dám tưởng tượng, viện quân chưa đến. Nếu mất kinh đô chỉ sợ câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết. Mục Thanh Ca không nói gì, nhìn chằm chằm vào phía dưới bị vây khốn người, không cần lãnh ký. Phượng Hạo Hiên, vẫn luôn làm bạn ở bên người nàng nhiều năm trung thành và tận tâm xương khói cũng ở dưới, nhiều năm như vậy tới nàng sớm đã đem xương khói trở thành chính mình thân tỉ muội. Làm nàng trơ mắt nhìn xương khói bỏ mạng căn bản là làm không được nhưng là một khi cửa thành mở ra. Phía dưới Phượng Hạo Hiên tự hồ sớm đã đoán được bọn họ sở tranh luận, không cần mở cửa thành, ta chờ liền tính là chết trận xa trường cũng là nhân sinh một may mắn lớn. Các huynh đệ, các ngươi sợ sao? Không sợ, Nam sở các tướng sĩ cao giống, trong mắt sớm đã không có sợ hãi, tại đây một khắc bọn họ vô cùng dũng mãnh phi thường, giữ được phía sau gia viên. Liền tính bọn họ một đám đều hy sinh cũng không có quan hệ. Dù cho hiện tại mở ra cửa thành lãnh tướng quân đám người cũng sẽ không tiến vào. Lý Nguyên biết được bọn họ tâm tư vì thế nói. Mục Thanh Ca đương nhiên minh bạch hiện tại muốn chạy nhanh nghĩ cách trước giải cứu bọn họ, nhìn bên kia người Mục Thanh Ca nửa nhau lại đôi mắt lấy hỏa tiễn lại đây mặt sau người vội vàng gật đầu tật chạy tới lấy chỉ chốc lát liền nhìn đến thật nhiều hỏa tiễn bị lấy tới mục thanh ca cầm lấy cung tiễn tần tư nhã vội vàng ngăn cản nương nương ngài thân thể không đáng ngại mục thanh ca cầm cung tiễn phân phó đi xuống liền tính là chết trận cũng quyết không đầu hàng đúng vậy mục thanh ca kéo ra cung tiễn nhắm ngay vây khống chế được bọn họ tướng sĩ tam chi hỏa tiễn trực tiếp bắn vào nhất nội vây cản trở quân địch tiến công Mục Thanh Ca cũng không có bắn chúng cái nào quân địch mà là đem hỏa tiễn bắn vào trên mặt đất làm cho bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mục Thanh Ca mũi tên lại mau lại tàn nhẫn trực tiếp bắn vào trên mặt đất cơ hồ dùng hỏa cầu đem xương khói cùng phượng hạo hiên đám người cấp vây quanh lên không bị thương hại. Đi theo nhiều năm xương khói một chút liền minh bạch Mục Thanh Ca dụng ý, phá vây. Phượng Hạo Hiên cùng lãnh ký liếc nhau mang theo người hướng về phía một chỗ phá vây mà đi mục thanh ca hỏa tiễn phi thường nhanh chóng vì bọn họ mở đường chính là vận công dưới sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt mục thanh ca cầm cung tiễn tay đều run tần thư nhã đưa qua hỏa tiễn nương nương đây là cuối cùng một chi mục thanh ca tay hơi hơi một đốn rồi sau đó kéo chặt dây cung vận công nhắm ngay quân địch giống như một đạo tia chấp giống nhau từ trên mặt đất xuyên qua quân địch sôi nổi trốn tránh căn bản là ngăn không được xương khói đám người mở cửa thành liền ở trong nháy mắt kia cửa thành mở ra, mọi người đều thuận thế vào cửa thành. Mục thanh ca đem cung tiễn buông, thành lâu phía trên người đều nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới hoàng hậu nương nương cư nhiên như vậy lợi hại. Nương nương, người xem, là dịch tướng quân cờ xí. Tần thư nhã nhìn nơi xa mà đến đại quân kinh hỉ kêu lên. Lý Nguyên đột nhiên xem qua đi, mục thanh ca cũng thấy được đằng trước còn không phải là nàng tâm tâm niệm niệm nam nhân sao. Hắn đã trở lại liền ở mọi người chú ý bên kia tình huống, một mũi tên đột nhiên nhắm ngay mục thanh ca mà đến. Nương nương, thanh ca, nơi ra cưỡi ngựa mà đến phượng tiệt trần nhìn đến kia nói mũi nhọn hướng về phía mục thanh ca mà đi tê tâm liệt phế kêu lên. Mục thanh ca cảm giác được ngực truyền đến đau đớn, nàng chậm rãi cúi đầu nhìn truyền ngực mà qua cung tiễn. Nhìn phương xa nam nhân kia càng ngày càng rõ ràng, lại dần dần mơ hồ thân ảnh nương nương. Bên tai vang lên bọn họ kinh hô thanh âm phượng tuyệt trần nhìn đến mục thanh ca chung mũi tên lúc sau sắc mặt biến thành màu đen phi thân dựng lên sở hữu ngăn chờ hắn quân địch toàn bộ đào qua mà quang máu tươi nơi nơi đều là hắn trong óc bên trong chỉ có một niệm tưởng đó chính là hắn nữ nhân bị thương thanh ca thanh ca phượng tuyệt trần vào cửa thành lúc sau nhìn đến lý nguyên vội vã đem người ôm xuống dưới phượng tuyệt trần đột nhiên tiến lên từ trong tay hắn tiếp nhận mục thanh ca thân mình thái y thái y rồi sau đó đột nhiên hướng trong cung bay đi đãi cam tuyền cung lúc sau phượng tuyệt trần thật cẩn thận đem mục thanh ca gấp buông xuống thanh ca không phải sợ ta tới ta ở bên cạnh ngươi mục thanh ca nghe được thanh âm chậm rãi mở to mắt nhìn trên mặt hắn bí mật mang theo vết máu thương tiếc suối tay xẹt qua hắn gương mặt ta biết ta biết ngươi sẽ trở về ta biết ngươi nhất định đuổi đến trở về thanh ca đừng rời khỏi ta người đáp ứng quá ta muốn cả đời ở ta bên người thanh ca phượng tuyệt trần gắt gao chế trụ tay nàng một lần lại một lần nói nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Trường 650, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Mục Thanh Ca suy yếu nghe Phượng Tiệt Trần một lần lại một lần nói. Nàng biết hắn sợ hãi, chính là hiện giờ nàng đã không có sức lực nói chuyện, từ tuân thực mau liền đuổi lại đây nhìn đến cái này trường hợp sắc mặt kinh biến, Thanh Ca nha đầu. Hiện giờ cũng bất chấp thân phận kêu, rồi sau đó vội vàng cho nàng bắt mạch sư phó, hai từ hạ bụng ẩn ẩn truyền đến đọa đau làm nàng biết hài từ muốn xuất thế. Không được một khi sinh sản liền sẽ xuất huyết nhiều, đến lúc đó người tánh mạng giữ không nổi a à. Thanh ca nha đầu, từ tuân kêu lên. Phượng Tiệt Trần vừa nghe sắc mặt trắng bạch thanh ca ta cái gì đều không cần, ta chỉ cần ngươi, thanh ca, ngươi đáp ứng quá ta nhìn mục thanh ca trong miệng không ngừng chảy ra huyết. Còn có ngực kia chi mũi tên, Phượng Tiệt Trần nhẫn tâm tự hồ không có chút nào do dự nói, trước cứu thanh ca. Mục thanh ca giữ chặt phượng tiệt trần tay cầm lắc đầu, nuốt xuống cuối cùng huyết, run thanh, ta muốn hài tử, ta muốn hài tử. Thanh ca ngươi mới là quan trọng nhất, không có ngươi. Ta nên làm cái gì bây giờ, thanh ca? Ta sẽ không chết, tiệt trần, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không chết. Không được ta không thể vậy ngươi tánh mạng mạo hiểm, từ tuân còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh cứu chị thanh ca không mục thanh ca hung hoang lôi kéo phượng tiệt trần tay ta cầu ngươi tiệt trần giữ được ta hài tử nếu ta tồn tại hài tử không có ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ chính mình cũng tuyệt đối sẽ không sống một mình thanh ca ngươi đừng ép ta phượng tiệt trần nắm lấy mục thanh ca tay giữa mày nhíu chặt liền tính là ở chiến trường gặp phải thiên quân vạn mã cửu từ nhất sinh hắn cũng chưa từng thể hội loại này tuyệt vọng tư vị Mục Thanh Ca đối thượng Phượng Tiệt Trần đôi mắt rồi sau đó duỗi tay phất qua hắn khóe mắt ngươi biết ta tính tình. Phượng Tiệt Trần đem mặt chôn nhập tay nàng tâm bên trong. Mục Thanh Ca cảm giác được lòng bàn tay truyền đến ướt át đôi mắt cũng đỏ chảy nước mắt nàng có từng không biết chính mình là đang ép hắn nhưng là trừ cái này ra không có lựa chọn nào khác. Phượng Tiệt Trần ngẩng đầu trầm giọng đối với từ tuân phân phó tiên sinh sản. Hoàng thượng. Từ tuân không dám tin tưởng nhìn Phượng Tiệt Trần, rồi sau đó đối thượng Mục Thanh Ca kiên định ánh mắt từ tuân bất đắc dĩ lắc đầu, chạy nhanh kêu bà mụ tiến vào. Bà mụ bị vội vội vàng vàng kêu tiến vào, nguyên bản trong cung người toàn bộ bị oanh đi ra ngoài, Phượng Tiệt Trần lại là không đi, làm các ngươi sự, chẫm muốn ở chỗ này bồi nàng. Sương khói do dự không được trực tiếp làm bà mụ chạy nhanh, vội vàng tới rồi ra luật uyển nhìn đến cái này trường hợp sắc mặt cũng phi thường khó coi vội vàng giúp đỡ làm việc bên ngoài trợ lý nguyên cùng phượng hạo hiên đáng người nghe bên trong truyền đến thanh âm sắc mặt đều phi thường khó coi bọn họ đều phi thường minh bạch hoàng hậu đại biểu cho cái gì đặc biệt là ở nam sở đại biểu cho cái gì một khi hoàng hậu có bất chắc gì chỉ sợ tình hình sẽ phi thường không hảo a à? phượng hạo hiên mặt nạ phía dưới mặt phi thường khó coi hắn không hy vọng mục thanh ca có bất luận cái gì sự tình lúc này bên kia truyền đến dồn dập tiếng bước chân dù cho xem qua đi chỉ nhìn đến nguyệt màu xanh lá quần áo nam từ vội vàng mà đến người khác chỉ sợ thức không được phượng hạo hiên lại là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra đông ly thái từ điện hạ hiên viên lãng đi đến bọn họ bên người vội vàng hỏi thanh ca đâu thế nào thanh âm vừa ra liền nghe được bên trong truyền đến mục thanh ca thanh âm không cần tưởng liền biết mục thanh ca hiện giờ tao ngộ cái gì hai từ muốn xuất thế lý nguyên gật gật đầu nhìn hiên viên lãng trầm giọng nói đông ly thái tử ở hiện tại cái này cục diện xuất hiện ở chúng ta nam sở hay là đông ly sớm đã có quyết đoán hiên viên lãng cười cười chúng ta đông ly sẽ không đối bất luận cái gì cúi đầu xưng thần nhưng là hiện giờ chúng ta đông ly cũng là minh bạch nam sở đối thiên hạ này nhất định phải được phượng tiệt trần là một nhân tài kiêu hùng cũng là khó được một ngộ thiên cổ nhất đế nếu bồn thái tử đã tới nam sở đó là cho thấy cõi lòng lý nguyên cùng phượng hạo hiên liếc nhau đương nhiên chúng ta đông ly sẽ có như vậy cách làm hoàn toàn là bởi vì thanh ca nàng vĩnh viễn đều là chúng ta đông ly nhất tôn quý công chúa điện hạ bọn họ đông ly hoàn toàn có thể cùng tây duyên bắc lệ xuất binh nhưng là bởi vì thanh ca quan hệ bọn họ sẽ không xuất binh cũng khó có thể thi lấy viện thủ bởi vì như vậy đối đông ly bá tánh là không công bằng A à, mục thanh ca đột nhiên dùng sức chính là lúc này đây sản đau làm nàng đau triệt nội tâm đặc biệt là cảm giác được máu tươi chân chính ở sói mòn mục thanh ca đầu dần dần hôn mê đi xuống bà mụ kêu lên hoàng hậu nương nương hài từ đầu còn không có ra tới a nương nương ngài ở dùng sức a như vậy đi xuống hài tử sẽ bị nghẹn chết nương nương phượng tuyệt trần khấu khẩn mục thanh ca tay thanh ca thanh ca ngươi không phải muốn hài từ sao thanh ca không cần ngủ thanh ca hiện giờ hắn hối hận nhất đứa nhỏ này không nên có. Đã từng có bao nhiêu vui sướng hiện giờ liền có bao nhiêu thống khổ. Gia luật uyển cũng bất chấp như vậy nhiều vội vàng tiến lên bóp chặt mục thanh ca người chung. Nhìn mục thanh ca từ từ truyền tỉnh, gia luật uyển chế trụ mục thanh ca bà vai nói, mục thanh ca, ngươi mở to mắt nhìn xem, hiện tại mọi người đều ở vì ngươi mà lo lắng, ngươi cố lên căng đi xuống. Hài từ lại không ra liền phải thai chết trong bụng, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm sao? mục thanh ca đột nhiên chế chủ chăn la lên một tiếng dùng sức nàng hài từ nàng nhất định phải giữ được thanh ca thanh ca phượng tiệt trần chỉ có thể vô lực nhìn mục thanh ca bộ dáng ta hối hận thanh ca mục thanh ca cắn môi dưới nhìn phượng tiệt trần thống khổ dãy rủa gần như tuyệt vọng bộ dáng trong lòng đau xót rồi sau đó đột nhiên dùng sức tựa hồ muốn đem toàn thân sức lực đều dùng hết mà theo nàng dùng sức ngực chung mũi tên địa phương cũng bắt đầu tràn ra huyết a Hoa 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 hài từ khóc nỉ non thanh âm truyền đến. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng nương nương là cái tiểu công chúa. Bà mụ đem hài tử giao cho xương khói. Rồi sau đó đối với hoàng hậu nương nương nói, nương nương, ngài ở dùng sức A, còn có một cái khác hài tử. Phượng Tiệt Trần nhìn đến tiểu công chúa xuất thế nhẹ nhàng thở ra rồi sau đó đối với thanh ca thanh ca. Mục Thanh Ca gắt gao chế trụ dưới thân chăn cùng Phượng Tiệt Trần tay, đột nhiên dùng sức mặt cơ hồ đều trở nên dữ tận, rốt cuộc ở khoảng cách tiểu công chúa xuất thế không bao lâu. Tiểu hoàng tử xuất thế. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng nương nương, là Long Phượng thai A, Long Phượng trình tường là hảo điểm lành A, mọi người đều quỳ xuống hô. Mà bên ngoài người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Phượng tiệt trần lại sớm đã bất chấp nhiều như vậy, đột nhiên nhìn mục thanh ca sắc mặt thanh ca, người thế nào, thanh ca. Từ tuần sớm đã chờ ở một bên đột nhiên ra tới nhìn đến mục thanh ca ý thức tan rã, vội vàng liền phải cấp mục thanh ca bắt mạch lúc này bà mụ la lên một tiếng, huyết. Đây là dòng huyết A Phượng tiệt trần sắc mặt dị thường khó coi, thanh ca, thanh ca, đừng ném xuống ta. Từ tuần cấp mục thanh ca bắt mạch, Phượng tiệt trần mong đợi nhìn từ tuần, từ tuần nhắm mắt lại thở dài lắc đầu. Thanh ca, phượng tiệt trần đột nhiên đem mục thanh ca nửa người trên ủng lên đặt ở trong lòng ngực làm nàng cảm giác được hắn nhiệt độ cơ thể thanh ca người đáp ứng quá ta muốn vĩnh viễn bồi ta thanh ca mục thanh ca lông mi khẽ run mở to mắt nhìn phượng tiệt trần rồi sau đó duỗi tay mơn trớn hắn mặt tái nhợt cười cười phượng tiệt trần gắt gao ôm mục thanh ca thanh ca thực xin lỗi thực xin lỗi là hắn vô năng chỉ có thể làm nàng thừa nhận phi người thống khổ Mục Thanh Ca lắc đầu, rồi sau đó nhìn bên kia xương khói cùng tần thư nhã ôm hài tử ta hài tử nương nương. Sương khói cùng tần thư nhã đột nhiên quỳ qua đi làm Mục Thanh Ca nhìn tã lót bên trong hài tử. Mục Thanh Ca nhìn bạch bạch nộn nộn nhìn cười cười, rồi sau đó mềm nhẹ dựa vào phượng tiệt trần trong lòng ngực tuyệt trần. Thanh Ca, không cần ném xuống ta. Hắn đem vùi đầu ở nàng cổ gian. Ấm áp chất lỏng theo nàng cổ chảy xuống đi cơ hồ muốn bị phỏng nàng ngực giống nhau mục thanh ca tay đặt ở phượng tuyệt trần trên mặt tin tưởng ta ta nhất định sẽ trở về thanh ca ta như vậy ái người ta như thế nào bỏ được mục thanh ca khóe miệng cười cười còn lại lời nói lại rốt cuộc nói không nên lời nàng cảm giác chính mình sức lực dần dần tiêu tán mí mắt càng ngày càng nặng cuối cùng nhìn mắt phượng tuyệt trần tựa hồ muốn vĩnh viễn nhớ kỹ hắn dung mạo người nam nhân này nàng hoa cả đời cả đời thời gian đi ái a à, cuối cùng vô lực nhắm mắt lại tay cũng chảy xuống thanh ca Phượng Tuyệt Trần cảm giác được trong lòng ngực người dần dần lạnh băng thân hình, vô lực hơi thở, nhìn nàng nhắm mắt lại Phượng Tuyệt Trần tê tâm liệt phế quát. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Trường 651 rời đi. Tiểu thư, lão già cho ngươi đi thư phòng một chuyến. Quản gia lại đây hỏa ái cười. Nàng đem trong tay thư buông rồi sau đó đứng lên phất qua váy áo nếp gấp hướng bên trong đi đến. Nàng chính là từ cổ đại trở về mục thanh ca, cũng chính là bán hạ, mở to mắt kia trong nháy mắt không chỉ có dọa tới rồi khán hộ nàng các hộ sĩ, cũng dọa tới rồi nàng ra ra. Nàng trở lại nơi này đã mau ba tháng, này ba tháng nàng chưa bao giờ đi ra ngoài nhìn quá liếc mắt một cái cũng không có cái kia hứng thú tuy rằng vẫn luôn tránh ở trong nhà. Nhưng nàng như cũng biết bên ngoài đã điên cuồng truyền khắp y học thế gia thiên tài thiếu nữ bán hạ từ người thực vật đã thức tỉnh lại đây không ít người tới cửa bái phòng đương nhiên nhiều nhất chính là bệnh viện người muốn nàng trở về tiếp tục đi làm, đáng tiếc nàng đã không còn là trước đây cái kia bán hạ. Ra ra, Mục Thanh ca đẩy ra thư phòng môn nhìn ngồi ở bên trong lão nhân kêu, nhiều năm như vậy ra ra cũng đã sớm không còn nữa năm đó tuổi trẻ dần dần già đi. Trước kia sắc bén ánh mắt cũng trở nên tường hòa, Mục Thanh ca biết hết thảy đều đi qua. Ân, ra ra ngẩng đầu nhìn không kiêu ngạo không siềm nịnh bán hạ từ nàng tỉnh lại kia một khắc bắt đầu hắn liền biết chính mình cháu gái đã không giống nhau tuy rằng vẫn là giống nhau lãnh nhưng tuyệt đối không phải lãnh khốc dù cho là thanh lãnh lại mang theo vài phần nhu ý này đó vừa lúc là nàng đã trải qua hắn sở không biết sự tình mà thay đổi làm trưởng bối hắn thực vui vẻ cháu gái có thể thay đổi hạ hạ tự ngươi tỉnh lại đã có ba tháng đi ngươi nhưng có tính toán gì không Mục Thanh ca hơi hơi rũ mắt, kỳ thật nàng sớm đã có tính toán, như vậy thiên nàng vẫn luôn đều phiên biến sự ký, lại vẫn là không có tìm được xuyên trở về biện pháp. Gia gia sớm đã biết sự tính của nàng, nhiều như vậy thiên hắn đều xem ở trong mắt. Cháu gái là đã sớm lưu không được, điểm này tự nàng sinh ra liền đã biết, gia gia chậm rãi đứng lên thở dài, tự ngươi sinh ra ta liền biết ngươi cùng người khác là không giống nhau. Ngươi tuy rằng sinh ra ở thế giới này, nhưng lại không thuộc về chúng ta thế giới này người. Cho nên gia gia liền nghiêm khắc dạy dỗ ta y thuật. Bởi vì gia gia không biết ngươi chừng nào thì sẽ rời đi, càng thêm không biết ngươi ở thế giới khác sẽ gặp được sự tình gì, cho nên chỉ có thể từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu bồi dưỡng ngươi, làm ngươi có thể có được bảo hộ lực lượng của chính mình, làm ngươi có thể có một viên lãnh khốc tâm ai cũng không thể thương ngươi. Gia gia biết gia gia làm như vậy rét lạnh ngươi tâm, nhưng là gia gia trừ cái này ra không còn hắn pháp hai cái thế giới, hắn không có khả năng có thể quan tâm đến nàng một thế giới khác. Cho nên hắn tình nguyện tiệt tình nhẫn tâm đối đãi chính mình duy nhất cháu gái. Nàng trước kia không biết nhưng là sau lại liền đã biết ta biết ra ra đều là vì ta hảo ta lại bị thương ra ra tâm, thời gian nguyên bản liền rất đoàn ta nên bồi ở ra ra bên người mới đúng. Gia Gia vui mừng nhìn một thanh ca, nhớ năm đó hắn nhận được cháu gái ngộ hại tin tức cấp sắc mặt trắng bệch té xỉu lại lần nữa tỉnh lại nhìn đến lại là cháu gái vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó thành người thực vật cho tới nay nàng đều là hắn. Là gia tộc bọn họ kiêu ngạo, hắn càng thêm biết chính mình cháu gái không chết, linh hồn của nàng sớm đã đi một cái khác địa phương, cứ việc như thế, hắn biết nàng rốt cuộc không về được. Gia Gia vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ không lại trở về lại không có nghĩ đến ngươi thế nhưng đã trở lại. Gia Gia tuy rằng không nghĩ tới ta sẽ trở về nhưng lại đem thân thể của ta bảo tồn thực hảo nếu không phải ra ra giáo hội ta như vậy nhiều đồ vật chỉ sợ ta sớm đã đầu mình hai nơi mục thanh ca nhàn nhạt nói chính là ta rất muốn biết ra ra như thế nào sẽ biết ta không phải thế giới này người đâu mẫu thân ngươi hoài thượng ngươi hết sức ta trong lúc vô tình nhìn đến trên bầu trời lập lòe một viên sáng người ngôi sao là cái loại này đặc biệt lóa mắt ngôi sao lúc ấy ta vẫn chưa nghĩ đến trên người của ngươi đi sau lại ngươi sinh ra cái kia ban đêm Kia viên lập lòe ngôi sao lại lần nữa xuất hiện chính là lần này lại là một phân thành hai, ngươi hẳn là biết chúng ta tổ tiên đều có đêm xem tinh tượng cách nói. Lúc ấy ta phỏng đoán kia viên ngôi sao là ngươi chính là lại một phân thành hai, nói cách khác ngươi một nửa linh hồn cũng không phải ở chỗ này, linh hồn chung sẽ có hợp hai là một thời điểm. Đến lúc đó không phải ngươi đi, đó là một thế giới khác hợp lại đây. Già già như thế nào kết luận là ta đi? bởi vì đương hai viên ngôi sao đồng thời lập lòe thời điểm trong đó có viên ngôi sao là hiện đối mà nói tương đối ảm đạm bất quá thân thể của ngươi thực hào. Cũng không có cái gì có thể uy hiếp ngươi nguy hiểm cho nên ra ra kết luận kia viên ảm đạm ngôi sao tất nhiên không phải ngươi. Gia tộc bọn ta sử thượng có ghi lại quá một ngôi sao ảm đạm không ánh sáng thời điểm một khác viên ngôi sao liền sẽ hợp hai làm một qua đi cứu vớt thuộc về nàng chân chính nhân sinh. Cho nên hạ hạ ngươi nhân sinh đều không phải là là ở chỗ này nhiều năm như vậy ra ra dụng tâm lương khổ. Là ta bất hiếu, mục thanh ca chậm rãi đối với ra ra quỳ xuống. Gia Gia nâng dậy mục thanh ca, hài tử, Gia Gia biết lưu không được ngươi. Gia Gia, bảy ngày lúc sau, sao bắt đầu truyền, là mấy trăm năm qua duy nhất một lần có thể xuyên qua thời gian cơ hội. Duy nhất một lần, nàng ngày đó biết là có ý tứ gì nếu bỏ lỡ lần này cơ hội liền phải chờ mấy trăm năm, ra ra biết ngươi chờ không nổi, hạ hạ, đi chuẩn bị đi. Cứ việc lại luyến tiếc cháu gái, hắn cũng không có cách nào vẫn luôn giam cầm chính mình cháu gái, chỉ có thể thả bay. Mục thanh ca nhào vào ra ra trong lòng ngực, đây là nàng tự hiểu chuyện tới nay lần đầu tiên ôm chính mình ra ra, cảm ơn ngươi ra ra, ở bán hạ trong lòng ngươi vĩnh viễn đều là ta ra ra. Hải tử, sao bắt đầu truyền là thế giới nhất chú ý chú mục sự tình có người đã từng nói qua sao bắt đầu truyền có thể làm người xuyên qua thời không bất quá không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng như vậy không tồn tại khoa học sự tích mục thanh ca lẳng lặng dựa ngồi ở bàn đu dây phía trên bên cạnh là vẫn luôn chiếu cố nàng quản gia vài thập niên tới vẫn luôn canh giữ ở gia gia bên người đồng bá về sau gia gia muốn làm phiền ngươi hảo hảo chiếu cố tiểu thư yên tâm đi thôi ta sẽ hảo hảo chiếu cố lão gia. Gia Gia tuy rằng có nhi từ con dâu, nhưng là cha mẹ nàng trời sinh tính mỏng lạnh, quanh năm suốt tháng đều không thấy được sẽ trở về thăm một lần lão nhân. Gia Gia cũng đã sớm biết cho nên hắn căn bản là không bắt buộc Mục Thanh Ca nhìn về phía đồng bá nói, về sau chỉ sợ không có cơ hội đã trở lại, nếu Gia Gia đi. Đồng bá khiến cho người thắp sáng đèn khổng minh có lẽ phương xa ta có thể nhìn đến đồng bá hồng vành mắt gật gật đầu nhiều năm như vậy hắn cũng là nhìn tiểu thư lớn lên biết tiểu thư cùng lão gia chi gian ngăn cách tiểu thư thi đậu đại học lúc sau liền không hề đã trở lại chính là lão gia lại mỗi ngày có thể phái người đi cha tiểu thư thật nhiều sự tình có đôi khi rất nhỏ một việc đều có thể làm lão gia vui vẻ thật nhiều thiên nhìn đến tiểu thư ảnh chụp càng là ngủ không yên lão gia đối tiểu thư phi thường yêu thương Ta hối hận nhất đó là năm đó không biết chân tướng oán trách hận Gia Gia đã lâu, không có hào hào bồi Gia Gia, hiện giờ nghĩ đến thật là hối hận lúc trước nếu người thật sự có kiếp sau. Ta còn muốn làm Gia Gia cháu gái. Mục Thanh ca cười, nước mắt lại ở hốc mắt bên trong. Tực mau liền nhìn đến không trung bên trong ngôi sao dường như toàn bộ bị đốt sáng lên giống nhau, đẹp không sao tả xiết bắt đầu thất tinh xuyến liền thành một đạo tuyến. Nàng biết đã đến giờ. Đồng bá, hào hào chiếu cố Gia Gia là tiểu thư, đồng bá hồng con mắt nhìn tiểu thư thân ảnh bị quang sở bao ở thực mau liền nhìn đến chói mắt quang mang từ nhỏ tỉ trong cơ thể thoát thể mà ra. Tiểu thư thân hình vô lực chậm rãi dựa vào bàn đu dây phía trên thẳng đến quang mang biến mất không thấy. Đồng bá nhìn dựa vào bàn đu dây phía trên khóe miệng mang theo ý cười lại rốt cuộc sẽ không mở to mắt tiểu thư quỳ xuống. Lầu hai cửa sổ sát đất phía trước, tóc trắng xóa lão nhân lau nước mắt xoay người nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. chương 652, trở về. Cam tuyền cung. Hai cái củ cày tiểu hài từ ghé vào mép giường. Bên trái cái kia dựng tinh tế nhỏ xinh bím tóc, bên phải cái này tóc cũng chát lên, hai chương tiểu bao tử mặt cơ hồ là giống nhau như đúc. Bên trái tiểu nữ hài nhìn trên giường vẫn luôn ngủ người mếu máu, niệm niệm, ngươi nói mẫu hậu khi nào mới có thể tỉnh lại đâu. Đều ngủ đã lâu đã lâu bên phải tiểu nam hài lắc đầu, phồng lên bánh bao mặt tư tư ta nghe thái tử ga ca nói mẫu hậu thực mau liền sẽ tỉnh lại. Tiểu nữ hài ngoan ngoãn gật gật đầu, rồi sau đó phát hiện không đối phồng lên miệng nhìn bên phải tiểu nam hài, niệm niệm ta là tỷ tỷ, ngươi hẳn là gọi ta tỷ tỷ. Chính là xương khói di nương nói qua, ngươi chỉ là so với ta sớm sinh ra như vậy một chút. Kia cũng là tỷ tỷ, chính là rõ ràng là mẫu hậu trước hoài thượng ta. Ai nói? mẫu hậu rõ ràng là trước hoài thượng ta là ta là ta lòng phượng thay tỷ đệ lại bắt đầu tranh luận không phải đã nói với các ngươi không thể tới phiền mẫu hậu sao bên ngoài đi vào tới phượng nguyệt hy nhìn đến tỷ đệ hai tranh luận mặt đỏ tai hồng nhíu mày trách mắng nếu như bị phụ hoàng nhìn đến các ngươi lại muốn khóc thái từ ca ca phượng nguyệt tư cùng phượng nguyệt niệm ngoan ngoãn đứng lên kêu nghe hắn nói khởi phụ hoàng sắc mặt đều đổi đổi bọn họ sợ nhất chính là phụ hoàng phụ hoàng không yêu cùng bọn họ nói lời nói ngày thường cũng rất ít nhìn đến phụ hoàng bởi vì phụ hoàng nếu không phải chính là thượng triều ở ngự thư phòng bằng không chính là ở chỗ này bồi mẫu hậu trước nay đều sẽ không quản bọn họ chính là mỗi lần bọn họ gây ra họa phụ hoàng đều sẽ có cái loại này thực lãnh thực lãnh hình dung không ra ánh mắt nghiêm khắc nhìn bọn họ bọn họ là nhất sợ hãi đối với này hai cái đệ đệ muội muội phượng nguyệt hy cũng phi thường yêu thương phụ hoàng đối bọn họ lạnh nhạt hắn cũng xem ở trong mắt cứ việc phụ hoàng chưa từng nói qua cái gì nhưng là phượng nguyệt hy biết phụ hoàng chỉ là không nghĩ nhìn đến bọn họ tánh mạng là mẫu hậu dùng sinh mệnh đổi lấy phụ hoàng càng hận càng oán chính là chính mình mẫu hậu sinh sản ngủ say kia một ngày phụ hoàng giống như là điên rồi giống nhau gặp người liền đánh không biết có bao nhiêu công nữ thị vệ bỏ mạng với hắn tù hạ ngay cả xương khói phong ngâm mặc ngôn đám người cũng suýt nữa bỏ mạng nếu không có phổ không đại sư xuất hiện nói, tuy rằng không biết phổ không đại sư cùng phụ hoàng nói chút cái gì, nhưng là phụ hoàng bình tĩnh rất nhiều, thật cẩn thận chiếu cố mẫu hậu. Sương khói di nương nói cho hắn, mẫu hậu không có chết, chỉ là ngủ rồi, một ngày nào đó sẽ tỉnh lại. Nửa tháng lúc sau phụ hoàng đã bắt đầu xử lý bên ngoài sự tình, Tây Duyên cùng Bắc Lệ đều truyền lên đầu hàng thiệp nhưng là phụ hoàng không tiếc mang theo nam sở tướng sĩ trực tiếp giết đến Tây Duyên thủ đô cửa thành dưới, bước cho Tây Duyên lão hoàng đế thoái vị tự sát. Tây Duyên tân đế đang vị cúi đầu xương thần lúc này mới bình phụ hoàng tức giận. Nhưng là Phượng Nguyệt Hy biết nếu lúc ấy không phải dịch tướng quân đám người ngăn lại, Phụ Hoàng tuyệt đối sẽ trực tiếp diệt Tây Duyên, mà đối với Bắc Lệ Phụ Hoàng vốn dĩ cũng là như vậy đối phó. Là Bắc Lệ Quốc Sư đem bảo tồn ngọc thể dường băng dâng ra tới, lúc này mới bình Phụ Hoàng tức giận. Mẫu hậu hôn mê đã có ba năm. Thái tử ca ca, xương khói di nương cùng uyển di nương nói cho ta, biết mẫu hậu tỉnh lại, tư tư cùng niệm niệm liền sẽ là trên thế giới hạnh phúc nhất tiểu hài tử. Phụ hoàng cũng không dám khi dễ chúng ta phải không? Đã bảy tuổi Phượng Nguyệt Hy nhìn đệ đệ muội muội chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Thái tử ca ca, mẫu hậu khi nào mới có thể tỉnh lại, niệm niệm tưởng mẫu hậu. Mẫu hậu thực mau liền sẽ tỉnh lại. Phượng Nguyệt Hy thương tiếc nhìn đệ đệ muội muội rồi sau đó vỗ vỗ bọn họ đầu, các ngươi đi chơi đi. Không, ta muốn thủ mẫu hậu. Từ từ cùng niệm niệm trong miệng một lời nói, rồi sau đó rất có ăn ý tay nắm tay canh giữ ở mép giường nhìn ngủ say mẫu hậu. Phượng Nguyệt Hy thở dài rồi sau đó ngồi vào bên kia cầm lấy thư xem. Mục thanh ca cảm giác được từng trận hắc ám dũng hướng chính mình, nàng căn bản là không biết chính mình thân ở chỗ nào thân mình thực cứng đờ căn bản là không thể động đẩy, nàng chỉ có thể cố sức động động chính mình ngón tay, sau đó bên tay truyền đến non nất ngọt ngào giống như gạo nếp dê con giống nhau thanh âm. Niệm niệm ta vừa rồi giống như nhìn đến mẫu hậu tay giật mình. Tư tư, người muốn nói bậy, khẳng định là ngươi hoa mắt còn nhớ rõ ngươi lần trước như vậy nói dối phụ hoàng ánh mắt đều có thể đem ngươi cấp ăn. Một cái khác thanh âm cũng là mềm mại, là cái tiểu nam hài thanh âm mục thanh ca cảm giác được một trận thân thiết cảm giác được chính mình thân thể sinh cơ tự hồ khôi phục một ít cố sức giật giật ngón tay cái này không đơn giản là tư tư ngay cả niệm niệm đều thấy được hai người trợn mắt há hóc mồm liếc nhau rồi sau đó kinh hì chăm miệng một lời đối với bên kia phượng nguyệt hy kêu lên thái từ ca ca mẫu hậu động mẫu hậu động đang xem thư phượng nguyệt hy bị dọa nhảy dựng rồi sau đó đột nhiên đứng lên đi vào mép giường mẫu hậu là nguyệt hy thanh âm là nàng nhi từ thanh âm mục thanh ca chậm rãi mở to mắt cảm giác trói mắt ánh sáng làm nàng không tự giác nhíu mày duỗi tay hơi hơi ngăn trở nhưng khiếp sợ đến mép giường ba cái hai từ mẫu hậu phượng nguyệt hi cái thứ nhất phản ứng lại đây lập tức quỳ khóc sói gào kêu lên nhào hướng mục thanh ca hét lớn ta liền biết ta liền biết mẫu hậu nhất định sẽ tỉnh lại mẫu hậu phượng nguyệt tư cùng phượng nguyệt niệm nhìn bọn họ lấy làm tự hào từ trước đến nay trầm ổn thái từ ca ca quỳ khóc sói gào bổ nhào vào mẫu hậu trên người khóc lớn Quả thực đổi mới các nàng nhận chi A. Nguyệt Hy, Mục Thanh Ca tiếp nhận Phượng Nguyệt Hy thân mình gắt gao ôm, nàng rốt cuộc đã trở lại. Sương khói nguyên bản bưng thủy tiến vào nghe được thanh âm trong tay đồ vật đột nhiên rơi trên mặt đất rồi sau đó phi giống nhau vọt vào tới, nhìn đến trên giường Mục Thanh Ca đã ngồi dậy. Nương nương, hốc mắt bên trong nước mắt rơi xuống, kích động bổ nhào vào mép giường quỳ xuống, nương nương. Sương khói, Mục Thanh Ca trong mắt phiếm hồng cười. Mục Thanh Ca hôn hôn Phượng Nguyệt Hy, rồi sau đó nhìn mép giường nhìn hai cái tiểu cục bột nếp mềm nhẹ buông ra Nguyệt Hy nhìn chằm chằm vào, hai cái tiểu cục bột nếp hai mặt liếc nhau. Rồi sau đó không hẹn mà cùng bổ nhào vào Mục Thanh Ca trong lòng ngực mẫu hậu. Ta hài tử, Mục Thanh Ca giang hai tay cánh tay ôm lấy bọn họ, liên tục hôn vài khẩu đâu. Mẫu hậu, hai đứa nhỏ ghé vào Mục Thanh Ca trong lòng ngực cảm giác được mẫu hậu trong lòng ngực ấm áp. Ôn nhu hôn môi ngọt ngào kêu, đây là bọn họ mẫu hậu, ôn nhu mẫu hậu. Sương khói xoa trên mặt nước mắt nhìn một màn này, ba năm nương nương rốt cuộc đã trở lại, làm cái này không có một chút sinh cơ trong cung rốt cuộc khôi phục sinh cơ. Tới, làm mẫu hậu hào hào xem xem các ngươi. Mục thanh ca buông ra hai đứa nhỏ ôn nhu nhìn, hai đứa nhỏ bởi vì là long phượng thai cho nên bộ dáng cơ hồ là giống nhau như đúc đều là phấn nộn phấn nộn cực kỳ đáng yêu, trên mặt không hẹn mà cùng đều ấn ra tuyệt trần bóng dáng. Mẫu hậu ta là tư tư, mẫu hậu ta là niệm niệm, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn nói. Mục thanh ca ôn nhu cười, nhân sinh nhất hạnh phúc một khắc đó là giờ phút này đi, nàng đã trở lại. Bên ngoài vang lên dồn dập tiếng bước chân, quen thuộc tiếng bước chân một tiếng một tiếng đập vào mục thanh ca trong lòng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu liền nhìn đến tâm tâm niệm niệm nam nhân xuất hiện ở trước mắt. Phượng tuyệt trần nhận được tin tức lập tức liền từ ngự thư phòng tới rồi. Hắn hận không thể chính mình có thể lập tức trở lại nàng bên người, nhìn nàng ngồi ở trên giường trong lòng ngực ôm bọn họ hài tử ôn nhu nhìn chăm chú chính mình, giờ khắc này hắn minh bạch. Hắn nữ nhân, hắn thê tử rốt cuộc đã trở lại. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. chương 653, ngươi là ta đời này kiếp này vĩnh viễn tình cảm chân thành kết. Phượng Tuyệt Trần từng bước một đi tới. Phượng Nguyệt Hy rất có ánh mắt đem mẫu hậu trong lòng ngực đệ đệ muội muội lôi ra tới. Phượng Nguyệt Tư cùng Phượng Nguyệt Niệm đều có vài phần bất mãn nhưng là bọn họ càng sợ hãi phụ hoàng. Phượng Tuyệt Trần đi đến Mục Thanh Ca trước mặt nhìn nàng hơi tái nhợt mặt chậm rãi duỗi tay, không khó coi ra hắn tay còn mang theo vài phần run ý, ba năm, suốt ba năm hắn mong nhiều ít cái ngày đêm rốt cuộc làm nàng tỉnh lại, Phượng Tiệt Trần ngón tay xoa nàng trắng nõn ra thịt. Mục Thanh ca duỗi tay nắm lấy Phượng Tiệt Trần đặt ở chính mình gương mặt bên cạnh tay hơi hơi mỉm cười ta đã trở về. Phượng Tiệt Trần khóe miệng chậm rãi gợi lên, rồi sau đó thủ hạ đột nhiên dùng sức đem Mục Thanh ca ôm chặt. Sương khói xoa xoa nước mắt rồi sau đó đứng lên đem thái tử điện hạ cùng tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa mang theo đi ra ngoài phượng tuyệt trần gắt gao ôm mục thanh ca ba năm người nếu là không trở lại ta liền dùng toàn bộ tiên hạ tiếp khách cảm giác được hắn ngôn ngữ bên trong lệ khí mục thanh ca ôm lấy thân hình hắn người ở chỗ này ta như thế nào sẽ bỏ được không trở lại phượng tuyệt trần xoa mục thanh ca mặt rồi sau đó đột nhiên chế trụ nàng cái gáy hôn lấy nàng đôi môi lửa nóng hôn tràn trọc hận không thể đem mục thanh ca cả người đều cấp nốt vào hồn hậu lưỡi hướng bên trong càn quét mà vào không buông tha bất luận cái gì một góc mục thanh ca ngửa đầu đáp lại hắn hôn, phượng tuyệt trần tay chậm rãi xuống phía dưới kéo ra nàng bên hông đai lưng. Thuận thế đem mục thanh ca đẻ ở dưới thân, môi lưỡi từ khóe miệng chảy xuống đến cầm kéo dài xuống phía dưới. Thanh ca, môi lưỡi không ngừng xuống phía dưới. Mục thanh ca hơi hơi ngửa người, hạo xì cắn môi dưới, khó nhịn nhíu mày, nghe hắn kêu gọi, mục thanh ca trong lòng vừa động ta ở thanh ca. Ta ở, đừng rời đi ta ta không bao giờ sẽ rời đi ngươi. Nàng đã từng nghe nói qua một câu, dài nhất tình thông báo là hắn vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi. Mục Thanh Cả ở mấy ngày thời gian trong vòng đại khái hiểu biết tình huống hiện tại Tây Duyên, Bắc Lệ. Đồng lì đều cúi đầu xương thần, hiện giờ Nam Sở có thể nói là khống chế thiên hạ. Dịch Thủy Hàn cùng gia luật uyển sinh đứa con trai đặt tên vì dễ đình hiên, là cái lớn lên phi thường đáng yêu đẹp hài tử, ngày thường cũng thích nhất đi theo phượng nguyệt tư tỷ đệ phía sau nhìn cách đó không xa bọn nhỏ chơi đùa bộ dáng mục thanh ca ôn nhu cười. Bên cạnh gia luật uyển cũng đi theo cười nói, ba năm, ngươi cuối cùng là tỉnh lại, trong cung cũng tăng thêm vui mừng. Ngươi là không biết ngươi hôn mê ba năm bên trong hoàng thượng biến hóa có bao nhiêu đại, trong cung người đều hận không thể không cần nhìn thấy hoàng thượng đâu. Đặc biệt là khởi điểm ngươi hôn mê quá khứ thời điểm, hoàng thượng cơ hồ là gặp người liền sát nếu không có là phổ không đại sư xuất hiện kịp thời chỉ sợ xương khói bọn người muốn bỏ mạng với hắn thủ hạ ngày đó mục thanh ca đi trước cảm nghiệp chùa đó là đã lường trước phía sau việc trong thiên hạ duy nhất có thể ngăn lại phượng tuyệt trần chỉ có phổ không đại sư cho nên nàng nói cho phổ không đại sư nếu là phượng tuyệt trần tức giận tắc đem nàng lời nói nói cho hắn nàng sẽ trở về nhất định sẽ trở về hoa linh cùng ám một còn có xương khói cùng phong ngâm hôn sự đều nói phải chờ tới ngươi tỉnh lại lúc sau cử hành xem ra quá đoạn thời gian cũng liền náo nhiệt đúng vậy bất quá còn có một nhà nga lý nguyên cùng tần gia tiểu thư khó trách khó trách tần gia tiểu thư đến bây giờ đều không có gả chồng ta nghe nói tần đại nhân cùng tần phu nhân nhưng đều là gấp đến độ xoay quanh chính là tần gia tiểu thư chính là không gả không nghĩ tới thế nhưng là bởi vì lý nguyên a à gia luật uyển một chút liền thông liền cười nói bất quá nhiều năm như vậy lý nguyên trong lòng nhưng có tần gia tiểu thư mục thanh ca cười cười nói nếu không có hắn chỉ sợ đã sớm tùy tiện cưới vợ đúng là bởi vì vừa ý cho nên mới như vậy gia luật uyển gật gật đầu như thế cũng không uổng công tần gia tiểu thư chờ hắn nhiều năm như vậy mục thanh ca ôn nhã cười gia luật uyển nhìn chơi đùa phi đến lên hài tử nói ba năm tới ta cũng có tiến cung rất nhiều lần công chúa cùng tiểu hoàng tử đều chưa từng như thế thoải mái chơi qua hoàng thượng đối bọn họ cũng không để bụng chỉ sợ trong lòng đối này hai đứa nhỏ có ngật đáp nhìn đến hoàng thượng đối công chúa cùng tiểu hoàng tử như vậy ta cái này người ngoài đều không đành lòng a à, còn hảo ngươi đã tỉnh nếu không hai đứa nhỏ quá đáng thương Mục Thanh Ca cũng có nghe qua việc này, mặt mày chi gian mang theo vài phần thâm trầm. Chỉ chốc lát liền nghe được Hoàng thượng Giá Lâm, Mục Thanh Ca nhìn đến nguyên bản nháo đến lên Phượng Nguyệt Tư cùng Phượng Nguyệt Niệm đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo vài phần sợ hãi, Mục Thanh Ca có chút đau lòng, bên này ra luật uyển đứng dậy đi theo cáo lui đem không gian để lại cho đế hậu. Phượng Tiệt Trần tiến vào lúc sau liền nhìn đến Mục Thanh Ca dựa ngồi ở chỗ kia, như thế nào không trở về trên giường nghỉ ngơi. Mục Thanh Ca đạm nhiên lắc đầu, đều nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, thân thể của ta đã sớm không có việc gì. Phượng tuyệt Trần đi đến Mục Thanh Ca bên người duỗi tay ôm lấy nàng. Sau đó đem nàng đặt ở chính mình trên đùi, suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ ta rời đi này ba năm ngươi là như thế nào đối đãi ta hài tử. Phượng Tuyệt Trần sắc mặt khẽ biến, này ba năm tới hắn đắm chìm ở thống khổ bên trong, đối hài tử xa cách hơn nữa trong tiềm thức mặt cho rằng thanh ca sẽ chết là bởi vì hai đứa nhỏ thanh ca mục thanh ca quay đầu ta cũng không có muốn trách cứ người ý tứ chỉ là tuyệt trần bọn họ là con của chúng ta ta hy vọng ngươi có thể cho bọn họ lớn nhất ái bọn nhỏ sợ ngươi ta xem ra tới điểm này có lẽ không phải trong thời gian ngắn trong vòng có thể thay đổi nhưng là ta hy vọng chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực làm cho bọn họ trở thành chân chính ngây thơ hồn nhiên phượng tuyệt trần ở mục thanh ca giữa mày in lại một nụ hôn hào mặc kệ nàng nói cái gì hắn đều sẽ làm theo nam sở hoàng hậu hôn mê ba năm thức tình truyền khắp thiên hạ đông ly lập tức phái người tiến đến thăm đương nhiên bắc lệ cùng tây duyên cũng là giống nhau mục thanh ca nghe nói bắc lệ vương đã qua đời lệ câu bước lên vương vị từ bắc lệ quốc sư ly ca gửi phụ tá Lệ câu vẫn chưa xác lập vương hậu, hắn bên cạnh chỉ có một phi tần, mục thanh ca cũng nghe nói cái kia phi tần cực kỳ giống qua đời bích hoàn, tuy nói là cực kỳ giống bích hoàn. Bất quá bắc lệ vương như cũ không phải thực sủng ái nàng, chỉ là quá quá tình thế thôi, nương nương ở hôn mê trong lúc hắn cũng lặng lẽ tới tham quá, sau lại đem bích hoàn quan tài mang về bắc lệ. Là ta làm chủ làm hắn mang đi, ta tin tưởng bích hoàn cũng nguyện ý đi theo hắn, mục thanh ca đối này cũng chưa nói cái gì xương khói là đúng bích hoàn là nguyện ý mục thanh ca chậm rãi đứng ở cam tuyền cung cửa nhìn đối diện bọn nhỏ phượng nguyệt hy ngồi ở chỗ kia đọc sách phượng nguyệt tư cùng phượng nguyệt niệm còn có dễ đình hiên chờ hài đồng đang ở quá mọi nhà còn có mấy cái hài tử là lúc trước mục thanh ca ở kinh đô cứu mấy cái tiểu ăn mày mục thanh ca hôn mê hết sức xương khói liền đưa bọn họ mang về trong cung cấp phượng nguyệt hy làm bạn Phượng Tuyệt Trần từ phía sau ôm chặt Mục Thanh Ca, làm nàng lẳng lặng dựa vào chính mình trong lòng ngực Mục Thanh Ca khóe miệng mang theo ý cười, ngươi xem bọn nhỏ chơi đến nhiều vui vẻ. Ân, mấy ngày ở trung xuống dưới Phượng Nguyệt Tư cùng Phượng Nguyệt Niệm đã không sợ cái này phụ hoàng, có đôi khi còn trực tiếp chừng cái mũi thượng mắt đem hắn tức giận đến chết khiếp. Bất quá hắn cũng không đành lòng trái cứ, bởi vì hắn biết Thanh Ca sẽ đau lòng người đã từng hứa hẹn ngươi đều làm được nhất sinh nhất thế nhất song nhân ngươi cho ta đẹp nhất hứa hẹn bọn họ ái bọn họ cảm tình trải qua thời gian khảo nghiệm phượng tuyệt trần khóe miệng mang theo vài phần ý cười thanh ca chỉ cần là ngươi muốn ta đều sẽ vì ngươi làm được mục thanh ca xinh đẹp cười giờ khác này bọn họ đều quá hạnh phúc ta yêu ngươi mục thanh ca hơi hơi ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn Phượng Tuyệt Trần khóe miệng cong lên, rồi sau đó ở nàng khóe miệng ấn hạ thật sâu một hôn, ngươi là ta đời này kiếp này vĩnh viễn tình cảm chân thành. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc.